chương một sống lại một diệp huyền diệp huyền người có sao không chết tiệt sao người của ngươi nóng quá sinh mệnh ở đây không có y sư tỉnh đi mau tỉnh lại một giọng nói hơi sốt ruột vang lên trong óc diệp huyền như xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt có chuyện gì chẳng phải ta đã chết sao ai đang kêu ta diệp huyền đau đầu như búa bổ trong óc toàn là tiếng vù vù người nóng như lửa ý thức chợt xa chợt gần mơ hồ không lẽ đây là thế giới sau khi chết vậy mà ta còn có thể suy nghĩ, có lẽ đây là linh hồn của ta. Trong bóng tối không giới hạn, Diệp Huyền tự diếu, chợt óc đau nhói, dường như có một số ký ức vỡ nát chiếu trong đầu hắn, không ngừng lấp lóe. Diệp Huyền, Diệp Tiêu Giao, rốt cuộc ta là ai? Vì sao có hai phần ký ức, một giọng nói chán ghét mất kiên nhẫn vang lên gần đó. Trần Tinh, người kêu là cái gì, ồn ào làm ta nhức đầu. Diệp Huyền đồ phế vật, đi đường cũng té ngã xỉu cho được, vứt quách tại đây cho rồi, giữ lại cũng chỉ vướng víu. Như có thùng nước lạnh đổ ập xuống đầu Diệp Huyền, Diệp Huyền giật nảy mình, đoạn ký ức trong óc hoàn toàn nối với nhau, mắt khép chợt mở bừng bắn ra một tia sáng. Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi đã tỉnh rồi." Một khuôn mặt vui mừng đập vào mắt Diệp Huyền, hắn quay đầu cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một hang núi âm lạnh, sau lưng là cỏ khô đơn giản trải dưới đất, đá cứng rắn truyền đến lạnh lẽo qua lớp cỏ khô mỏng manh. 7 tám đứa trẻ mặc đồ sộc sạch, biểu tình sợ hãi ngồi trong hang núi. Lũ trẻ có trai có gái, khoảng 10 tuổi, các đôi mắt nhỏ lấp lóe tia sáng biểu lộ kinh hoàng trong lòng, nhìn những khuôn mặt đó ký ức trong đầu Diệp Huyền hiện rõ hơn. Diệp Huyền thầm giật mình, năm 2122 lịch huyền vũ, Diệp Tiêu Giao ta sống lại ở trăm năm sau. Diệp Tiêu Giao, luyện hồn sư hoàng giai bát phẩm, danh hiệu Tiêu Giao hồn hoàng. Thiên huyền đại lục lấy võ đứng đầu, muốn trở thành võ giả đỉnh cao thì phải có võ hồn cường đại. Luyện hồn sư là nhân vật đặc biệt thay võ giả nâng cao phẩm cấp võ hồn, đào móc tiềm lực võ hồn, cũng là nghề cao quý nhất thế giới này, đứng trên võ giả võ đạo. Diệp Tiêu Giao vào trăm năm trước là một luyện hồn sư hoàng giai bát phẩm, cách đế giai cửu phẩm chỉ một bước. Nguyên Thiên Huyền đại lục luyện hồn sư mạnh hơn hắn về đạo võ hồn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc còn sống danh tiếng của Diệp Tiêu Giao không thua gì mấy đời hồn đế cửu phẩm trên Thiên Huyền đại lục không chỉ vì Diệp Tiêu giao phá vỡ kỷ lục hồn hoàng trẻ tuổi nhất thiên huyền đại lục vạn năm nay, càng vì hắn là luyện đan sư cửu phẩm đỉnh cao nhất đại lục. Trận văn sư và luyện khí sư, giỏi toàn diện, còn học võ đạo đến cảnh giới võ hoàng bát giai. Khóe môi Diệp Huyền cong lên, mắt sáng như trời sao. Trăm năm trước ta ngoài ý muốn chết trong huyền vực, không ngờ đã sống lại. Kiếp trước thiên phú võ đạo của ta thấp, thức tỉnh phế võ hồn, cố gắng nhiều như vậy chỉ trở thành võ hoàng bát giai đời này ta phải vượt qua kiếp trước, đột phá võ đế cửu dai, võ phá hư không, nhìn xem thiên giới hư vô mờ mịt trong truyền thuyết có thật sự tồn tại không. Một thanh niên mặt cực kỳ xấu xí lồi lõm, môi vừa dày vừa bự chán ghét nói, khinh thường liếc xéo Diệp Huyền. Hừ, thật là kẻ ngớ ngẩn, giờ đang trong tình huống gì còn cười được, sao mới rồi không ngã chết luôn đi. Trần Tinh tức giận quát, Vương Việt, câm mồm chó của ngươi lại. Trần Tinh móc ra một cái bánh bao chay đưa cho Diệp Huyền. Kệ hắn đi Diệp Huyền, đói rồi phải không? Ăn cái bánh bao này trước đi. Đúng là Diệp Huyền hơi đói, hắn cầm lấy bánh bao nhai ngồm ngoàm. Trong đầu Diệp Huyền dần nhớ lại xảy ra chuyện gì? Nhóm thiếu niên bọn họ là đệ tử của tinh huyền học viện Lam Nguyệt Thành, theo lão sư đến hắc phong lĩnh trải nghiệm. Thành viên ban sơ cấp đa số chỉ đả thông hai, ba huyền mạch, không có cả một võ sĩ nên bọn họ chỉ lòng vòng ngoài hắc phong lĩnh, kiến thức chút dã thú, yêu thú cấp thấp. Cuộc trải nghiệm này là tiết mục truyền thống của tinh huyền học viện, mỗi năm một lần trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Không ngờ lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một con liệt phong báo chợt xuất hiện ở ngoài rìa hắc phong lĩnh. Liệt phong báo là yêu thú nhị giai, thực lực khủng bố, thường chỉ xuất hiện sâu trong hắc phong lĩnh. Ba lão sư dẫn đội vì bảo vệ đệ tử đã đánh nhau với liệt phong báo, trong hỗn loạn nhiều đệ tử tản ra. Hiện giờ đám thiếu niên trong hang núi là đệ tử chung một ban, Lúc hỗn loạn bọn họ liều mạng muốn về chỗ cắm trại nhưng vì ít khi vào rừng núi bất hạnh chạy sai hướng, chờ khi phát hiện đã không biết ở chỗ nào. Càng sợ bọn họ càng đi lung tung, kết quả càng đi càng xa, hoàn toàn lạc đường, cuối cùng mất hơn nửa ngày mới tìm được một hang núi nghỉ tạm. Bây giờ trong lòng cả đám rất sợ, chỉ có thể cầu nguyện đám lão sư học viện đến cứu viện. Diệp Huyền do lúc chạy trốn kinh hoàng bị sẩy chân đập đầu vào cục đá ngất xỉu, không nhờ Trần Tinh Phóng về chắc hắn đã bị dã thú xung quanh ăn thịt. Trông thấy Trần Tinh cho Diệp Huyền cái bánh bao, Vương Việt đứng bật dậy quát to. Trần Tinh, ai cho ngươi tặng bánh bao cho Diệp Huyền? Diệp Huyền chỉ là phế vật mới mở một huyền mạch, ở lại đây chỉ kéo chân sau của chúng ta. Ngươi tặng đồ ăn cho hắn hoàn toàn là lãng phí lương thực. Trần Tinh liếc xéo Vương Việt, cười khẩy nói. Đó là đồ ăn của ta, ngươi có quyền gì? Cái gì mà đồ ăn của ngươi? Giờ cả đám chúng ta bị kẹt tại đây, các lão sư không biết khi nào mới đến, tất cả đồ ăn là của chung ngươi lãng phí thực vật có qua sự đồng ý của mọi người chưa ngươi cóng phế vật này về ta không nói gì nhưng không cho phép lãng phí lương thực vương việt đến trước mặt trần tinh xòe tay ra lạnh lùng nói lấy hết tất cả thức ăn trên người của ngươi ra đây để mọi người bảo quản ngươi cứ lãng phí thức ăn như vậy chưa đợi đến lão sư tìm được thì tất cả đã chết đói các đệ tử khác trong hang người run lên cùng nhìn sang trong núi hoang rừng vắng ai đều biết tầm quan trọng của thức ăn tưởng tượng có thể sẽ bị chết đói tại đây mấy nữ đệ tử run rẩy trần tinh đứng bật dậy lạnh lùng quát đây là thức ăn ta tự mang theo tại sao phải cho ngươi vương việt siết chặt hai nắm tay khuôn mặt xấu xí co giật mắt hí lóe tia sáng lạnh huyền khí tứ mạnh chuyển động trong người trực chờ đánh nhau rốt cuộc ngươi có đưa không đăng bởi, sói già chương hai sống lại hai trần tinh lạnh lùng cười không hề sợ hãi như thế nào muốn đánh ta sợ ngươi sao đệ tử khác bình tĩnh nhìn chuyện diễn ra trần tinh và vương việt đến từ trần gia và vương gia của lam nguyệt thành hai nhà nằm trong ba gia tộc lớn của lam nguyệt thành sẽ không ai xen vào cuộc chiến giữa vương việt và trần tinh thật ra diệp gia của diệp huyền cũng không yếu trong tất cả gia tộc ở lam nguyệt thành nhưng hắn là giác nhất trong ban gia tộc không thèm quan tâm đệ tử này sự tồn tại của hắn không được chú ý diệp huyền đột nhiên đứng lên bước tới trước một bước tre trước mặt trần tinh vương việt đúng không vương việt cười khẩy nói Sao, tiểu tử nhà ngươi muốn đánh với ta? Vương Việt nheo mắt bắn ra tia huyền khí mỏng manh. Diệp huyền không dao động, nhếch mép cười nhạt, mắt lóe tia sáng sắc bén. Biến ngay, Vương Việt thoát tim, ui, mắt Diệp huyền lóe tia sắc bén làm Vương Việt không kiềm được dùng mình, giống như con chuột bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, áp lực trên người khiến gã run cầm cập lùi hai bước. Khí thế của Diệp huyền chỉ đè lên một người, còn trong mắt người khác chỉ nghe hắn quát lạnh bảo Vương Việt cút, và gã thật sự lùi bước. Bọn họ rất ngạc nhiên, mắt vương việt lóe tia hoảng sợ người ướt mồ hôi tinh thần kích động vừa rồi có chuyện gì tại sao ta lùi hai bước giây sau vương việt tỉnh táo lại mặt đỏ dần ánh mắt âm trầm như muốn giết người bị phế vật quát một tiếng thụt lùi sau này gã làm sao lăn lộn trong ban vương việt tức giận quát phế vật người tìm cái chết vương việt vận chuyển huyền khí tứ mạch trong người rậm bước định nhào lên đột nhiên phía xa vọng lại tiếng gầm trầm thấp trong tiếng gầm kèm yêu khí khiến người nghẹt thở trong khoảnh khắc hang núi tĩnh lặng vương việt ngừng nhúc nhích đám người kinh hoàng nhìn ngoài hang núi tiếng hổ gầm hiển nhiên là yêu thú loài hổ cường đại giống dường như còn khá xa nhưng nếu bị nó phát hiện hang này thì không ai sống sót trong phút chốc tất cả đệ tử trong hang câm như hến chỉ có diệp huyền sắc mặt không thay đổi đi ra ngoài hang trần tinh biến sắc mặt hỏi đi đâu vậy diệp huyền ta ra ngoài xem chút giọng diệp huyền hờ hững mà người đã biến mất ở cửa hang mọi người lấy lại tinh thần Trước kia Diệp Huyền ở trong học viện nhát gan muốn chết, giờ hắn một mình ra khỏi hang. Chuyện gì đây, có người lên tiếng, phải rồi, lãnh dĩnh doanh sư tỷ mới nói là đi tìm đường quay về, có khi nào gặp nguy hiểm không? Mấy đệ tử trong hang giật mình, lãnh dĩnh doanh sư tỷ là một trong mấy sư tỷ dẫn đội của chuyến trải nghiệm này, đệ tử lớp trên của tinh huyền học viện, võ giả đả thông bảy huyền mạch. Trong thiên huyền đại lục chỉ cần võ giả đả thông bảy huyền mạch là có thể ngưng kết huyền hải, thử thăng cấp võ sĩ linh võ cảnh nhất giai từ đó là biết lãnh dĩnh doanh sư tỷ mạnh thế nào. Mọi người biết thực lực như lãnh dĩnh doanh sư tỷ gặp con yêu thú nào trong hắc phong lĩnh cũng chết chắc. Tiếng hổ gầm kia không lẽ là lãnh dĩnh doanh sư tỷ gặp phải yêu thú loài hổ. Tưởng tượng tiếng thú giống khủng bố vừa nãy, nhiều đệ tử lòng trùng xuống, nhưng không người dám rời khỏi hang đi tìm lãnh dĩnh doanh sư tỷ. Diệp Huyền ra khỏi hang núi, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn không người xuống nhổ một nhúm thực vật giống cọc gỗ ngắn màu nâu xám dưới đất. Đây là hôi nham tiền, thường xuất hiện ở mé ngoài rừng núi, tức là vị trí Diệp Huyền đang ở nằm ngoài núi rừng trăm dặm. Tiếng hổ gầm vừa rồi chắc là yêu thú nhất giai hắc văn hổ, cảm quan không nhạy bén, tiếng giống xa dần nên xác suất nó tìm đến đây không hơn 10%, còn khá an toàn. Với tu vi hồn hoàng bát phẩm kiếp trước của Diệp Huyền rất nhanh phân biệt được phương hướng, phỏng đoán mình vào sâu trong rừng bao nhiêu cự ly. Diệp Huyền đi dạo một vòng đã quan sát tình huống gần đây rất rõ ràng. Diệp Huyền đoán mình có 50% hy vọng rời khỏi đây đang lúc diệp huyền do dự có nên quay về dẫn đệ tử trong hang đi không thì phát hiện lùm cây gần trước mắt có tiếng nước chảy róc rách tiếng xào sạc như có động vật đung đưa bụi cây diệp huyền bản năng nhìn hướng đó trong lùm cây rậm rạp có một vệt trắng đập vào mắt diệp huyền một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh ngồi đưa lưng hướng diệp huyền cặp mông đầy đặn nhô lên ẩn hiện trong bụi cây rậm cùng với tiếng nước chảy rào rào kích thích mắt hắn mông trắng mềm tròn xoe như mật đào chín mọng mơn mởn khiến người nhìn khô cổ mơ mộng chủ nhân cặp mông đẹp này sẽ tuyệt trần đến cỡ nào? thiếu nữ không biết mình đã bị lộ cảnh xuân, nàng chút bầu tâm sự, còn chu mông lên đường cong căng đầy đập vào mắt Diệp Huyền, mông trăng đối lập rõ ràng với lá cây xanh trong núi rừng, hấp dẫn vô hạn. Diệp Huyền sửng sốt một giây sau đó phản ứng lại, hơi nghiêng đầu đi. tuy hắn không phải chính nhân quân tử nhưng không là kẻ ưa nhìn trộm, kiếp trước Diệp Huyền đã thấy bao nhiêu mỹ nữ, hắn khinh thường hành vi xấu xa nhìn trộm thiếu nữ đi tiểu. Phèo lúc này một bóng xanh từ bên cạnh chui vào lùm cây. Trúc Diệp Thanh, con người Diệp Huyền co rút, Trúc Diệp Thanh không phải yêu thú, nó chỉ là loài rắn bình thường nhưng có mang kịch độc, một nam nhân vạm vỡ bị cắn chúng thì ba giây sẽ phát độc chết. Dù là võ sĩ nhất dài bị cắn chúng sẽ rơi vào hôn mê, độc tính cực kỳ đáng sợ. Mục tiêu của Trúc Diệp Thanh là cái mông trắng đẫy đà của thiếu nữ. Thiếu nữ đã chút bầu tâm sự xong, hoàn toàn không hay biết gì, tay ngọc lao thân dưới xong định vén áo lót lên cột dây quần. Diệp Huyền quát khẽ, đừng nhúc nhích, tay phải nhanh chóng chọc ngực bứt đứt cúc áo, Diệp Huyền búng một cái, nút đen nhanh như tia chớp bay vào lùm cây. Động tác mây bay nước chảy xuôn sẻ, giọng Diệp Huyền không lớn nhưng thiếu nữ như nghe xét đánh ngang tai, nàng khẽ kêu, nhanh chóng cột dây lại. Thiếu nữ bỗng vụt xoay người vung tay phải, một luồng sáng trắng bắn vào mặt Diệp Huyền, là một cây phi đao dài ba tấc. Diệp Huyền cực nhanh vươn hai ngón tay ra kẹp phi đao, cây đao còn run bần bật giữa hai ngón tay hắn, cách sống mũi chưa đến 1cm, khí lạnh khiếp người. Hai ngón tay hơi đau, Diệp Huyền thầm cười khổ, thân thể này quá yếu, nếu không phải hắn dùng cách đặc biệt trừ đi xung lực của phi đao, đổi lại người khác dù kẹp lại phi đao cũng sẽ bị đao xuyên thủng đầu. Lúc này Diệp Huyền nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, nàng có khuôn mặt tinh xảo như trăng sáng, 15, 6 tuổi, cao một thước 6. Chỉ là thiếu nữ đã xinh đẹp tuyệt trần, ngược to, eo nhỏ, phát dục rất tốt. Đăng bởi, sói già chương 3, lãnh dĩnh doanh, mỹ nữ cắn hàm răng trắng, mặt lạnh băng như băng giá vạn năm không tan, mắt đầy sát khí trừng Diệp Huyền. Diệp Huyền, là ngươi, vừa rồi ngươi đang làm gì hả cái tên dê sồm này? Nữ nhân nào bị nam nhân dình đều sẽ tức giận như nàng, huống chi người này là đệ tử ban sơ cấp. Lãnh dĩnh doanh có nghe nói về hắn, đệ tử rác rưởi nhất học viện, phế vật mới đã thông một huyền mạch, không ngờ người này chẳng những rác rưởi còn xấu xa. Diệp huyền nhướng mày, trầm giọng nói, các hạ nói ai là dê xồm trước khi nói gì nên tìm hiểu kỹ người nhà không dạy cho các hạ là đừng tiểu tiện lung tung sao đối phương có chút nhan sắc nhưng mỹ nữ không có nghĩa là được đặc quyền lúc trước hắn không cố ý nhìn trộm chỉ vô tình thôi huống chi hắn cứu mạng nàng tìm hiểu cái gì ngươi trốn ở đây làm chuyện xấu xa này còn không biết xấu hổ thứ vô sỉ như ngươi nếu hôm nay không cho một bài học thì ta không phải lãnh dĩnh doanh lãnh dĩnh doanh tức bể phổi Diệp Huyền bị nàng vạch mặt chẳng những không biết xấu hổ còn ngang nhiên như vậy. Nghĩ trong sạch của mình đã bị vấy bẩn, lửa giận trào dâng trong lãnh dĩnh doanh. Lúc này vài tiếng gọi sốt ruột vang lên, lãnh dĩnh doanh sư tỷ. Sao vậy sư tỷ, nhóm Trần Tinh, Vương Việt đi nhanh tới chỗ hai người đứng. Bọn họ đợi trong hang thật lâu không thấy yêu thú loài hổ tìm đến, dần bình tĩnh lại, sau đó nghe tiếng la của lãnh dĩnh doanh nên vội vàng từ hang núi chạy tới. Thấy nhiều người đến, lãnh dĩnh doanh biến sắc mặt động tác cứng lại trần tinh đến gần diệp huyền hỏi ủa diệp huyền và sư tỷ đều ở đây mới rồi có chuyện gì mặt lãnh dĩnh doanh trắng bệch căng thẳng nhìn diệp huyền nếu bị nhóm vương việt biết mọi việc xảy ra lúc trước thì trong sạch của nàng sẽ bị hủy hoàn toàn diệp huyền thản nhiên nói không có gì lãnh dĩnh doanh sư tỷ chỉ bị một con rắn hù sợ hai nữ đệ tử trong đội trắng mặt nhìn xuống đất tìm kiếm rắn một người sợ hãi nhảy cẫng lên chỉ bên chân lãnh dĩnh doanh. Sư tỷ, bên chân sư tỷ thật sự có con rắn, ghê quá. Lãnh dĩnh doanh cúi đầu nhìn, mặt không chút máu. Bên chân nàng có một con rắn nhỏ màu xanh dài cỡ chiếc đầu đã đầu mình hai nơi. Một cái nút đen khảm vào tảng đá, là cái nút nhỏ này trong khoảnh khắc chặt đứt đầu nó. Giờ phút này lãnh dĩnh doanh đã hiểu ra mọi chuyện, khi nàng nghe Diệp Huyền hét đừng nhúc nhích cũng có tiếng xé gió kèm theo. Nhưng lúc trước lãnh dĩnh doanh đang tức giận nên không chú ý, nàng cũng tu luyện ám khí, nhìn cái này liền biết là Diệp Huyền đã ném ra. Lãnh Dĩnh Doanh có nghe về trúc Diệp Thanh, loài rắn cực độc, nếu bị nó cắn trúng. Lãnh Dĩnh Doanh chỉ tưởng tượng đã thấy ớn lạnh, Lãnh Dĩnh Doanh hoảng sợ nhìn cái núi đen khảm vào tảng đá, chỉ một cái nút mà chặt đứt đầu trúc Diệm Thanh, còn cắm sâu vào vách đá. Lãnh Dĩnh Doanh vừa hết hồn vừa không tin được là Diệp Huyền ném ra. Dù thấy ngực Diệp Huyền thiếu một cái nút Lãnh Dĩnh Doanh vẫn hơi khó tin chỉ lực và nhãn lực như vậy dù là võ sĩ nhất giai cũng chưa chắc làm được. Diệp Huyền thật sự là một phế vật chỉ đả thông một huyền mạch sao. Lòng lãnh dĩnh doanh dậy sóng dữ. Diệp Huyền đâu, khi lãnh dĩnh doanh lấy lại tinh thần đã không thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu. Báo cáo lãnh dĩnh doanh sư tỷ, tiểu tử đó về hang rồi. Phải rồi, sư tỷ tìm được đường về chưa? Các học viên mong đợi nhìn lãnh dĩnh doanh. Lãnh dĩnh doanh cười khổ lắc đầu, lúc trước nàng đã quyết định bất chấp tất cả các học viên rời khỏi nơi này, nhưng vụ trúc diệp thanh khiến nàng hiểu rằng trong hắc phong lĩnh tràn đầy nguy hiểm đừng nói những yêu thú cường đại chỉ tính độc vật bình thường và dã thú đã làm nàng khó chống cự mới rồi nếu không nhờ diệp huyền thì nàng đã chết rừng rậm đáng sợ hơn xa lãnh dĩnh doanh tưởng tượng lãnh dĩnh doanh mang theo đệ tử vẻ mặt ủ rũ trở lại hang núi diệp huyền ngồi một mình trong góc hang hình như suy nghĩ cái gì lãnh dĩnh doanh phồng lên can đảm tới gần hắn ngồi xuống nói nhỏ vừa rồi ta đã hiểu lầm ngươi rất xin lỗi đa tạ ngươi cứu ta. Nói xong câu đó Lãnh Dĩnh Doanh cảm thấy nhẹ lòng, Diệp Huyền lạnh lùng liếc Lãnh Dĩnh Doanh một cái rồi quay đầu đi. Nữ nhân này còn biết xin lỗi, chưa đến mức hết thuốc chữa. Thật ra Diệp Huyền không để bụng chuyện vừa rồi, thấy Diệp Huyền lặng im không lên tiếng, Lãnh Dĩnh Doanh đứng dậy định đi, nhưng rồi nàng dừng bước, do so dự nhìn nàng, mặt đỏ ửng. Lãnh Dĩnh Doanh cắn răng quyết tâm, nàng hỏi nhỏ bên tai hắn, "Mà mới rồi ngươi đã thấy gì?" Hỏi xong tim Lãnh Dĩnh Doanh đập nhanh. Diệp Huyền liếc nàng một cái, thản nhiên nói, cái gì lộ ra là ta thấy hết, lãnh dĩnh doanh tái mặt, không thể nào, Diệp Huyền nghiêm trang bình luận, ánh mắt bằng phẳng không chút ngại ngùng. Lừa nàng làm gì, trắng trẻo đẫy đà, cong vêu có giãn bóng mềm, cực phẩm trần gian. Lãnh dĩnh doanh run người, tức xỉ khói, ngươi, vô sỉ, đã gặp vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ quang minh chính đại như vậy. Nàng đỏ mặt, nổi giận đùng đùng xoay người đi, Diệp Huyền nhếch mép nhìn nàng, thầm nghĩ cái này xem như trừng phạt. Đệ tử khác ngơ ngác nhìn, lãnh dĩnh doanh là một trong ba hoa khôi học viện, là người đã thông bảy huyền mạch, là tình nhân trong mộng của biết bao người trong học viện. Chưa từng thấy lãnh dĩnh doanh chủ động nói chuyện với nam sinh nào, nhưng giờ nàng hành động như thế trước mặt Diệp Huyền là sao? Đặc biệt là nhóm vương Việt sắc mặt càng âm trầm đáng sợ. Trần Tinh mập như trái banh ra lăn tới gần, mặt nhiều chuyện hỏi. Diệp Huyền, mới rồi nói gì với lãnh dĩnh doanh vậy? mắt trần tinh sáng lấp lánh bảo, đó là lãnh dĩnh doanh đấy, chật chật, nữ thần trong lòng ta. Nữ thần mà nói một câu với ta thôi thì chết ta cũng cam. Diệp huyền lườm trần tinh, nữ thần cái đầu ngươi, con nít bây giờ trong óc toàn nghĩ gì đâu, chợt có tiếng kêu gọi mơ hồ truyền đến, là giọng của lão sư vân ngạo tuyết, lão sư vân ngạo tuyết đến tìm chúng ta, lão sư, chúng ta ở đây, hu hu, lão sư mau đến đi. Tất cả đệ tử trong hang vui mừng nhảy cẫng lên chạy tới cửa hang hét to. Chủ nhân tiếng kêu dường như nghe được mọi người la hét, vội tới gần, chốc lát sau một bóng màu lam bay nhanh đến. Đó là một nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, mái tóc màu lam bay sau đầu trong gió, da trắng búng da sữa, đôi mắt màu lam linh động toát ra quyến rũ vô hạn. Trường bào màu lam ôm đường cong yêu kiều, là một đại mỹ nữ. Đăng bởi, sói già. chương 4, Vân Ngạo Tuyết. Vân Ngạo Tuyết đến cửa hang, vẻ mặt lo lắng quét qua mọi người, không thấy ai bị thương mới thầm thở phào. Các bạn học có sao không? Diệp Huyền nheo mắt đầy hứng thú đánh giá Vân Ngạo Tuyết đứng ở cửa hang. Ủa, võ sư võ huyền cảnh nhị giai, xem ra trong học viện nhỏ này có một, hai thiên tài đấy chứ. Võ giả cô động huyền khí, đả thông huyền mạch, khi đả thông trên bảy huyền mạch là có thể cấu trúc huyền hải, trở thành võ sư thật sự. Võ sư chia chín giai gồm có võ sĩ linh huyền cảnh nhất giai, võ sư võ huyền cảnh nhị giai, địa võ sư địa huyền cảnh tam giai, thiên võ sư thiên hoàng cảnh tứ giai, võ tông tông huyền cảnh ngũ giai, võ tôn tôn huyền cảnh lục giai võ vương vương huyền cảnh thất giai võ hoàng hoàng huyền cảnh bát giai võ đế đế huyền cảnh cửu giai mỗi giai chia tam trọng đặc biệt cho ba bậc trên võ đế là thánh cảnh xa xôi mơ hồ võ phá hư không bước vào thiên giới nhưng thánh cảnh chỉ là truyền thuyết đã vạn năm không có trên thiên huyền đại lục thoạt trông vân ngạo tuyết cùng lắm 20 tiêu ổi mà đã là võ sư võ huyền cảnh nhị giai thiên phú như thế ở trong mắt diệp huyền xứng là một thiên tài Bị ánh mắt cao cao tại thượng của Diệp Huyền quét qua, tinh thần Vân Ngạo Tuyết rung lên ngoái đầu nhìn. Diệp Huyền đã thu về tầm mắt nên nàng không thể tìm được. Mắt Vân Ngạo Tuyết lóe tia hoảng sợ thầm nghĩ, vừa rồi là sao, tại sao cảm giác như bị cường giả nào đó theo dõi? Ta là võ sư võ huyền cảnh, nơi này đều là đệ tử sơ cấp của học viện, sao ta có thể bị đệ tử nhìn đến mất tinh thần? Chắc chắn là ảo giác, Vân Ngạo Tuyết không suy nghĩ nhiều nữa, mở miệng nói. Mọi người khỏe thì tốt, lát nữa hãy theo sát ta ta sẽ mang các người ra khỏi đây ngay cùng nhau về chỗ cắm trại các học viên tâm tình nhẹ nhàng kích động nói vâng diệp huyền bình tĩnh nói lão sư vân ngạo tuyết thế này không ổn với thực lực hiện tại của lão sư muốn mang chúng ta ra ngoài tuy không đến nỗi khó như lên trời nhưng tám chín phần mười sẽ có nguy hiểm theo ta thấy tạm ở lại đây đi hả mọi người bị lời nói của diệp huyền làm giật mình cùng quay đầu nhìn là diệp huyền hắn nói cái khỉ gì vậy lão sư vân ngạo tuyết đưa chúng ta đi mà có nguy hiểm hừ hắn biết cái gì lão sư vân ngạo tuyết là võ sư nhị giai thực lực siêu quần nếu lão sư mang chúng ta đi mà có nguy hiểm thì không ai có thể mang chúng ta ra ngoài nói bậy bạ ngươi không muốn đi thì ở lại chờ chết đi nhiều đệ tử biểu tình cực kỳ khó xem lao nhao chỉ trích diệp huyền bọn họ bị nhốt ở đây mấy canh giờ khó khăn lắm lão sư mới tìm đến định dẫn bọn họ đi Diệp Huyền nói gì mà lão sư không thể mang cả nhóm đi, hỏi sao họ không tức giận. Vân Ngạo Tuyết nhíu mày nói, Diệp Huyền, đừng nói bậy bạ, nơi này cách ngoài rìa hắc phong lĩnh chỉ trăm dặm, cách chỗ cắm trại khoảng 60 dặm. Chúng ta đi nhanh chút có lẽ sẽ đến chỗ cắm trại trước khi trời tối. Ở lại đây mới là rất nguy hiểm, các ngươi nên biết ban đêm là khu vui chơi của các yêu thú. Trong tình huống Vân Ngạo Tuyết vẫn không quên dạy học viên. Diệp Huyền bình tĩnh nói, trong tình huống bình thường là vậy nhưng lão sư Vân Ngạo Tuyết đã trúng đuôi kim độc của yêu thú nhất giai lục vĩ hạt, kéo dài qua một canh giờ rồi. Tuy lão sư tạm thời dùng huyền khí ức chế chất độc nhưng nó đang từ từ khuếch tán trong máu, nếu không bài trừ chất độc ra ngoài hết thì khoảng một canh giờ nữa độc sẽ vào tim lão sư, khi đó muốn chữa trị e rằng không kịp. Lão sư Vân Ngạo Tuyết bị trúng độc, mọi người ngây ra sau đó lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Huyền bị cái quái gì vậy? Lão sư Vân Ngạo Tuyết đang yên lành đứng đây mà trúng độc gì? hắn đang nguyền rủa lão sư hơi thở của lão sư vân ngạo tuyết lâu dài bay nhanh nhẹn nhìn sao cũng không giống chúng độc đúng vậy huống chi lục vĩ hạt chỉ là yêu thú nhất giai lão sư vân ngạo tuyết là võ sư nhị giai sao có thể bị lục vĩ hạt đánh chúng tên phế vật này làm nhảm mấy cái này có lợi gì cho hắn đám người biểu tình cực kỳ khó xem sắc mặt tức giận trần tinh lo âu nhìn diệp huyền thầm nghĩ mới nãy té chắc không làm hắn bị nhũn não đi làm sao giờ trở về có chữa hết bệnh được không? Nhưng Vân Ngạo Tuyết run rẩy giật mình kêu lên, sao người biết ta trúng độc? Vân Ngạo Tuyết nghiêm túc nhìn Diệp Huyền, lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng có nghe tiếng phế vật của Diệp Huyền, nhưng Vân Ngạo Tuyết luôn xem mấy tin đó là tin đồn nhảm, nàng sẽ không kỳ thị đệ tử nào. Hôm nay Diệp Huyền nhận ra nàng trúng độc khiến Vân Ngạo Tuyết không tin được. Các đệ tử rất kinh ngạc kêu lên, cái gì, lão sư Vân Ngạo Tuyết thật sự trúng độc, chuyện gì thế này, Diệp Huyền phất lờ các ánh mắt giật mình, bình tĩnh nói không có gì kỳ vì ta thấy lỗ tai lão sư có mấy hoa văn màu lục mỏng như sợi tóc hoa văn rất nhạt nếu không xem kỹ sẽ không thấy nhưng đứng ở góc độ của ta nhìn mặt lão sư vừa lúc hướng ánh mặt trời tình cờ thấy rõ tơ xanh sau lỗ tai là đặc điểm rõ ràng nhất chúng độc của lục vĩ hạt a à, thật sự có tơ xanh mờ quá diệp huyền không nhắc thì ta không chú ý đến sao hắn nhận ra hay thế đám người lãnh dĩnh doanh thầm giật mình vì đặc điểm của lão sư Vân Ngạo Tuyết rất ẩn khuất, dù Diệp Huyền đã chỉ điểm thì bọn họ phải mất một lúc mới tìm ra. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Diệp Huyền làm sao phát hiện trong tích tắc ngắn ngủi. Vân Ngạo Tuyết gật gù thầm hiểu. Thì ra là vậy, sao tai có tờ lục đúng là một trong các biểu hiện độc của lục vĩ hạt khuếch tán. Vân Ngạo Tuyết nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi giải thích rằng mới rồi lúc tìm các người đột nhiên bị mấy con lục vĩ hạt tấn công. Vì trong lòng suốt ruột, hoảng hốt nên trong lúc ta giết chúng bị một con lục vĩ hạt đâm chúng lưng. Nhưng vết thương nhỏ này không đáng gì, ta đã tạm thời phong lại chất độc trong người, nếu không đưa các ngươi về chỗ cắm trại trước khi trời tối sẽ rất nguy hiểm, nên hãy xuất phát ngay đi. Diệp huyền cao mày tiếp tục thản nhiên nói, lão sư vân ngạo tuyết, nếu ta không lầm thì lão sư đã dùng phong huyền pháp trong thủ pháp luyện hồn nhất giai. Lợi dụng huyền khí phong lại đường độc tố khuếch tán, nhưng e rằng lão sư không biết phong huyền pháp không chỉ có thể phong lại độc tố, càng gây tổn thương nghiêm trọng cho kinh mạch của lão sư, còn tiếp đăng bởi, sói giả. chương 5, cách chứa hương diễm một nếu kinh mạch bị đứt thì chất độc sẽ xâm nhập vào tim lão sư, khi đó chỉ cần 10 giây là trái tim lão sư sẽ suy kiệt chết. Nó sẽ phát tác trước khi lão sư dẫn chúng ta đến chỗ cắm trại, nên bây giờ lão sư không thể mạo hiểm mang chúng ta ra ngoài, bức chất độc ra ngoài mới là điều quan trọng nhất. Diệp Huyền nói xong toàn trường tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vì bọn họ không nghe hiểu những hắn nói phong huyền pháp là cái gì trong lớp có dạy chưa toàn trường ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau thứ diệp huyền nói hoàn toàn vượt qua phạm chủ giáo dục của học viện vân ngạo tuyết thì nghe rõ hiểu thấu con người vân ngạo tuyết co rút tinh thần rung lên lòng cực kỳ giật mình vân ngạo tuyết ức chế chất độc bằng cách phong huyền pháp đây không phải bí mật gì với luyện hồn sư nhưng diệp huyền mới đả thông một huyền mạch có thể nhìn ra được thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng vân ngạo tuyết lòng máy động hay nói diệp huyền là phế vật tập võ hay hắn có thiên phú luyện hồn hoặc luyện dược. Tự hắn tìm nhiều tư liệu học tập, có vẻ Diệp Huyền rất chăm chỉ về mặt này, không thì chẳng thể nhìn ra nàng chúng độc lục vĩ hạt, còn đoán ra là phong huyền pháp. Vân Ngạo Tuyết lắc đầu cay đắng nói, không kịp, với thực lực của ta hoàn toàn bước ra chất độc lục vĩ hạt cần ít nhất nửa canh giờ, khi đó trời sắp đen rồi. Khi đã vào đêm có lẽ ta còn cơ hội sống sót nhưng các ngươi ở trong hắc phong lĩnh tuyệt đối không sống nổi. Nên dù phải chết ta cũng quyết mang các ngươi về đám người lãnh dĩnh doanh kêu lên, lão sư, vẻ mặt Diệp Huyền sửng sốt, thầm thán phục vân ngạo tuyết có trách nhiệm nghề nghiệp. Mạo hiểm nguy hiểm mạng sống cũng muốn đưa học viên của mình an toàn về chỗ cắm trại, lão sư như vậy là một lão sư tốt. Nhưng lão sư vân ngạo tuyết, ta nói lão sư không thể đi không chỉ vì những điều này. Lục vĩ hạt là yêu thú quần cư, mỗi hang có ít nhất 20 con. Chúng nó cực kỳ mẫn cảm với chất độc của mình, nếu ta không đoán sai thì lão sư mới giết một phần trong đàn. Nếu đường chúng ta quay về đi không ngang qua địa bàn của chúng ta thì coi như ta không nói gì, nhưng nếu đi ngang qua vậy chẳng khác nào chui đầu vô lưới tự tìm đường chết. Hơn chục con lục vĩ hạt làm sao Vân Ngạo Tuyết bị chúng độc và nhóm Diệp Huyền đánh lại. Con người Vân Ngạo Tuyết co rút, sợ toát mồ hôi lạnh. Nàng quên mất vụ này, làm một luyện hồn sĩ, nhất phẩm, Vân Ngạo Tuyết nhớ lại đúng là nàng từng đọc được cái này trong một quyển sách cổ. Lục vĩ hạt cực kỳ mẫn cảm với chất độc của mình, trong vòng 10 dặm sẽ cảm ứng được nếu không trừ đi chất độc trong người sẽ kinh động lục vĩ hạt. Vân ngạo tuyết không thể đi đường vòng, nàng không có nhiều thời gian, nếu đi đường vòng thì giữa đường trở lại nàng đã chết. Nếu vân ngạo tuyết chết thì các học viên còn lại ở trong hắc phong lĩnh ban đêm sẽ chết chắc. Vân ngạo tuyết rơi vào tình huống tiến lùi khó khăn, lòng dối rắm Diệp Huyền mỉm cười nói, lão sư vân ngạo tuyết không cần quá lo, có ta ở đây có thể cho lão sư trong vòng 5 phút hoàn toàn trừ hết độc của lục vĩ hạt. Vân Ngạo Tuyết đang dối rắm đầu tiên là sửng sốt dây sau thoát ra. Cái gì, không thể nào, đua, Lục Vĩ Hạt tuy chỉ là yêu thú nhất giai nhưng chất độc của chúng nó cực kỳ đáng sợ, dù nàng ở thời kỳ đỉnh cao ít nhất cũng cần trên 30 phút mới bước hết chất độc ra được. Giờ Vân Ngạo Tuyết đã trúng độc hơn một canh giờ, chất độc đã xâm nhập vào người, ít nhất nửa canh giờ mới bước hết chất độc ra được. Mắt Diệp Huyền chữ ý cười, tin hay không tùy lão sư, lời nói tự tin làm Vân Ngạo Tuyết sững sờ. Ánh mắt kia cao cao tại thượng như trên trời nhìn xuống thương sinh, khiến vân ngạo tuyết có cảm giác muốn quỷ lại. Người vân ngạo tuyết rung lên, lòng dậy sóng thần, hắn chỉ là đệ tử sơ cấp nho nhỏ mà sao khiến ta có cảm giác này. Vân ngạo tuyết lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói, tạm tin ngươi một lần nhưng chỉ có 5 phút, vượt qua 5 phút chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Huyền không tỏ ý kiến, đi vào hang động, đi theo ta, đệ tử khác cùng tiến lên muốn xem nhưng bị lãnh dĩnh doanh cản lại chúng ta chờ ở đây đi, đừng quấy nhiễu lão sư vân ngạo tuyết chữa trị. Vương Việt hừ lạnh nói, vẻ mặt không tin, lãnh dĩnh doanh sư tỷ thật sự tin Diệp Huyền có thể ép độc ra cho lão sư vân ngạo tuyết. Chắc hắn không làm trò quỷ gì đi, vài đệ tử chơi thân với Vương Việt ánh mắt khinh thường nói. Đúng rồi, phế vật như Diệp Huyền từ khi nào biết chữa thương. Theo ta thấy tiểu tử này chắc đang giả thần giả quỷ. Lãnh dĩnh doanh lạnh băng quét mắt mọi người, mặc kệ có được hay không đều không phải việc chúng ta nên suy xét, còn nói nhảm nữa đừng trách ta không khách sáo." Tập thể im lặng, chọc giận lãnh dĩnh doanh sư tỷ có kết cục rất thảm. Lãnh Dĩnh Doanh nhớ lại việc mới xảy ra với mình, nàng thầm cầu nguyện. Có lẽ tiểu tử này thật sự có cách gì. Diệp Huyền đi sâu vào hang, lên tiếng, "Lão sư hãy cởi giáp mềm và áo khoác ra." Vân Ngạo Tuyết khẽ kêu, ánh mắt quái dị nhìn Diệp Huyền. "A, à, Diệp Huyền sờ mũi bất đắc dĩ nói, "Lão sư bị bên dưới sườn trái, mặc giáp mềm và áo khoác thì ta làm sao chữa?" Người lão sư vân ngạo tuyết rung lên giật mình nhìn Diệp Huyền, nàng thật sự hết hồn. Vì phòng ngừa vết thương rách ra nên lúc trước vân ngạo tuyết đơn giản bao vết thương lại, dùng giáp mềm và áo khoác bó kín, không ngờ Diệp Huyền nhìn biết ngay miệng vết thương nằm ở đâu. Trong khoảnh khắc vân ngạo tuyết thậm chí nghi ngờ khi nàng bị thương thì Diệp Huyền ở bên cạnh nhìn. Vân ngạo tuyết cắn răng chậm rãi cởi giáp mềm bên ngoài và áo khoác màu lam ra. Áo lót màu hồng bó chặt quả cầu căng tròn đập vào mắt Diệp Huyền, còn có mùi thơm thoang thoảng. Chỗ giao nhau giữa nửa bên gò núi và eo có một vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy ra máu màu xanh. Diệp Huyền nhìn hai gò núi căng tròn, thầm kinh thán. Cỡ này chắc 36 d chật chật, lão sư vân ngạo tuyết cũng ngon quá chứ. Lão sư vân ngạo tuyết mặc áo vốn có đường cong rõ ràng, không ngờ cởi áo xong sẽ như vậy, hai quả cầu to làm người nghẹt thở, chật chật, lão sư vân ngạo tuyết cũng ngon quá chứ. Ảo lam ra, n, ngạo tuyết chết thì các học viên còn lại ừ ô. Vân Ngạo Tuyết làm võ sư nhị giai cảm giác rất nhạy bén, nàng cảm giác mắt Diệp Huyền quét tới quét lui ngực mình, lòng rất xấu hổ bực tức. Vân Ngạo Tuyết đỏ mặt quát khẽ, ngươi đang nhìn gì? Diệp Huyền không chớp mắt, sừng dưng nói, ta đang quan sát vết thương, đăng bởi, sói già. Chương 6, cách chữa hương diễm 2. Tay phải của Diệp Huyền bỗng nhanh như tia chớp điểm vào gò núi bên trái của lão sư Vân Ngạo Tuyết. Bóc 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 bóc, bóng ngón tay vụt nhanh qua giữa hư không để lại chuỗi bóng đen, mau đến nỗi Vân Ngạo Tuyết hầu như không kịp phản ứng. Khi Vân Ngạo Tuyết lấy lại tinh thần thì Diệp Huyền đã rút về tay phải. Diệp Huyền điểm nhanh, nửa bên vò núi được áo lót bao lại chợt rụt vào trong rồi phình ra dao động say lòng người. Diệp Huyền thầm than thở, chật chật, độ co giãn và mềm đều cao, thật là cực phẩm. Lửa giận phun trào trong lòng Vân Ngạo Tuyết, nàng tức muốn chết. Ngươi, nàng cực khổ vất vả nuôi ngực đẹp 20 năm vậy mà bị mất lần đầu, còn mất vào tay một đứa nhóc, hỏi sao nàng không tức giận. Bị ánh mắt tức giận của Vân Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm, sắc mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh nói. Thả lòng tâm tình, cởi bỏ phong huyền pháp, dùng huyền khí bao lấy chất độc của lục vĩ hạt rồi bước ra từng chút một. Diệp Huyền vừa dứt lời. Vân Ngạo Tuyết đang trong cơn giận phát hiện miệng vết thương bị hắn điểm vào từ chết lặng chợt truyền đến đau nhói, cảm giác tê tê, có tia máu màu lục chảy ra. Cái này, Vân Ngạo Tuyết giật mình phát hiện chất độc lục vĩ hạt trong người nàng đang từ từ bị bài ra ngoài. Vân Ngạo Tuyết giật mình đến không rảnh gian dạy Diệp Huyền, phục hồi khoanh chân ngồi, làm theo hắn dặn dò cởi bỏ phong huyền pháp, ép chất độc ra. 10 giây, 30 giây, 1 phút, 1 phút ngắn ngủi vân ngạo tuyết phát hiện chất độc trong người mình đã bị bài trừ hết 7, 8 phần, chỉ còn chút ít chất độc sót lại ở miệng vết thương không cách nào đẩy ra. Đắp cái này lên vết thương, Diệp Huyền đưa thảo dược không biết là thực vật gì bị giã nát đưa cho vân ngạo tuyết, hắn xoa tay phải thầm thở dài. Thân thể này còn rất yếu, mới rồi Diệp Huyền thi triển hóa độc điểm huyệt pháp do kiếp trước hắn tự sáng tạo. Dùng cách kích thích huyệt vị bài trừ chất độc trong người ra, cách làm này có yêu cầu nhất định về độ mạnh thân thể. Diệp Huyền chỉ mới đả thông một huyền mạch, hắn cưỡng ép thi triển ra làm tay phải đau nhói và co giật. Thảo dược đắp lên vết thương, chút cảm giác mát khuếch tán. Vân Ngạo Tuyết giật mình phát hiện độc tố còn sót trên miệng vết thương bị những thảo dược từ từ hút ra ngoài người. Sau 30 giây, mắt Vân Ngạo Tuyết đầy hoảng sợ đứng bật dậy gò bồng đào dung bẩn bật co giãn rất tốt. Giờ miệng vết thương của Vân Ngạo Tuyết trừ hơi đau ra không cảm giác có chất độc gì. Vân Ngạo Tuyết lẩm bẩm, chưa đến 3 phút mà tất cả độc tố đã bị bước ra rồi. Vân Ngạo Tuyết luôn lạnh băng như xương, lòng tĩnh như nước thế mà trợn mắt há hốc mồm suýt xót trong mắt. Vân Ngạo Tuyết biểu tình khó tin quái dị nhìn Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh, như lần đầu tiên thấy hắn. Thủ pháp độc đáo, thảo dược thần kỳ, hay Diệp Huyền thật sự có tiềm chất thành luyện hồn sư và luyện đan sư? Trong thiên huyền đại lục thì luyện hồn sư là tồn tại cao quý, tiền đồ minh mông tươi sáng hơn võ giả nhiều. Nếu Diệp Huyền thật sự có tiềm chất trở thành luyện hồn sư nhưng luôn bị gọi là phế vật thì thật miềm mai. Trong khoảnh khắc Vân Ngạo Tuyết muốn gặn hỏi Diệp Huyền kỹ càng, tìm hiểu thấu hắn thật nhiều. Vân Ngạo Tuyết là một luyện hồn sư nhất phẩm nhưng nàng chỉ có thể ức chế chất độc của lục vĩ hạt, như Diệp Huyền trong vòng 3 phút bước hết chất độc ra đừng nói trước kia nàng chưa từng thấy, thậm chí chưa nghe bao giờ việc này ít nhất là luyện hồn sư tam phẩm trở lên mới làm nổi tiểu tử này đã ẩn giấu những thứ gì a à, diệp huyền đâu rồi khi vân ngạo tuyết lấy lại tinh thần muốn tìm diệp huyền thì trong hang không còn bóng dáng hắn đâu vân ngạo tuyết vừa mặc vào áo khoác giáp mềm vừa rít qua kẽ răng thằng nhãi này sau 2 phút nhóm vân ngạo tuyết xuất phát đi vân ngạo tuyết mang theo nhóm đệ tử đi tới chỗ cắm trại trên đường về vân ngạo tuyết thường nhìn diệp huyền chằm chằm làm hắn thầm sợ Hình như hắn đã bị cô nương này theo dõi, chắc không phải muốn bắt hắn chịu trách nhiệm đi. Diệp Huyền sờ mũi, nếu không vì muốn bình yên rời khỏi Hắc Phong Lĩnh, hắn lười lộ ra nhiều chiêu như thế. Lúc đến gần chỗ cắm trại đụng phải một lão sư, hai bên đi cùng nhau về chỗ cắm trại. Chuyến đi trải nghiệm này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy lão sư của Tinh Huyền Học viện không định để đệ tử tiếp tục trải nghiệm nữa. Sau khi tìm về tất cả đệ tử, đoàn người suốt đêm ra khỏi Hắc Phong Lĩnh đi hướng Lam Nguyệt Thành trải qua một ngày dày vò tất cả đệ tử mệt không chịu nổi ai nấy mê man trong xe ngựa rộng rãi chỉ có diệp huyền là tinh thần phấn khởi ngồi xếp bằng trong xe ngựa lắc lư bận rộn một ngày đến giờ mới rảnh rỗi chạy vài chục dặm đường đã làm cơ thể của ta mệt mỏi đau đớn như vậy tố chất quá kém hơn nữa trong người ta hình như không có chút gì huyền khí ta phải kiểm tra kỹ lại sau khi trọng sinh trước tiên diệp huyền bận rộn tìm hiểu hoàn cảnh sau đó đi theo lão sư vân ngạo tuyết bôn ba đến bây giờ mới rảnh rỗi hắn định bụng kiểm tra tỉ mỉ. Vì Diệp Huyền phát hiện cơ thể mình hơi đặc biệt, võ giả đã thông một huyền mạch rồi mà sao không có chút huyền khí nào trong người. Diệp Huyền ngẫm nghĩ, tin tức liên quan thân thể của mình hiện ra. Diệp Huyền, đệ tử Diệp gia Thanh Sơn Trấn Lam Nguyệt Thành. Diệp gia là hào cường trong Thanh Sơn Trấn thuộc Lam Nguyệt Thành, đã có lịch sử hàng trăm năm trong Trấn, uy danh hiển hách. Phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân, từng là thiên tài số một trong Diệp gia, không biết sao trong một lần đi tôi luyện đã bị thương nặng. Kinh mạch Đức Đoạn không cách nào tu luyện võ đạo, cuối cùng thành một chấp sự quản lý một số việc buôn bán của Diệp gia. Gia chủ hiện giờ của Diệp gia là Diệp Triển Hùng, đại bá của Diệp Huyền. Mẫu thân của Diệp Huyền thì trước giờ y chưa từng nghe nhắc, nghe nói phụ thân trong lúc đi tôi luyện quen một nữ nhân, sau khi sinh ra Diệp Huyền thì chết trong lần phụ thân gặp nạn, không mang xác về được. Trong gia tộc như Diệp gia thiên phú là cách duy nhất quyết định địa vị người đời sau. Từng đệ tử của Diệp gia đến 10 tuổi sẽ nhận luyện hồn sư lần đầu tiên tẩy lễ thử thức tỉnh võ hồn, tùy vào thiên phú tư chất hưởng thụ đái ngộ khác nhau. Ở Lưu Vân Quốc người nào thức tỉnh võ hồn năm 10 tuổi là thiên tài, được các thế lực lớn xem trọng, là rồng trong cõi người, tiềm lực vô cùng, về sau sẽ bay lượn trên 9 tầng trời. Đăng bởi, sói già, chương 7, chợ giao dịch, nhân vật như vậy thường thì vạn người không có một, diệp huyền khác với người ta, chưa chờ luyện hồn sư tẩy lễ vào lúc 8 tuổi đã tự thức tỉnh võ hồn, thiên phú như thế trong Lưu Vân Quốc trăm năm khó gặp. Lúc trước Diệp Huyền được dân chúng Thanh Sơn chấn cho rằng là kỳ tài ngút trời, thành tựu sau này không thể đo lường, chắc chắn vượt qua phụ thân thậm chí tổ phụ, trở thành một thiên tri kiêu tử. Bởi vậy người Diệp gia ký thác kỳ vọng rất cao vào Diệp Huyền, cho rằng y sẽ quang tông diệu tổ, chấn hưng gia tộc. Diệp gia mời võ sư tốt nhất trong thành dạy dỗ Diệp Huyền, nhiều người thầm tán thán y không uổng là nhi tử của Diệp Triển Vân. Làm mọi người giật mình là sau khi thức tỉnh võ hồn rất nhanh Diệp Huyền đã thông huyền mạch thứ nhất, nhưng sau đó mặc cho y tu luyện cỡ nào mãi không thể đả thông huyền mạch thứ hai. Các thiếu niên 10 tuổi trải qua tẩy lễ thức tỉnh võ hồn từng người đả thông huyền mạch thứ ba, bốn, cô giọng huyền khí rèn luyện thân thể, nhưng Diệp Huyền vẫn dừng bước tại chỗ. Diệp ra rất sốt ruột. Dù Diệp Huyền không có võ hồn thì Diệp gia có thể chờ hắn đột phá võ sĩ nhất giai rồi tìm cách mời luyện hồn sư đưa huyền thú võ hồn vào cho hắn. Nhưng không cách nào tu luyện huyền khí thì dù có võ hồn nghịch thiên cũng không thể trở thành cường giả, vì hắn không thành võ sĩ nhất giai được. Diệp ra hao phí nhiều tài nguyên mời nhiều đại sư luyện hồn trong thành nhưng đành bó tay. Có luyện hồn đại sư ra kết luận Diệp Huyền bẩm sinh là phế mạch, cả đời không cách nào tu luyện, 8 tuổi thức tỉnh võ hồn là võ hồn chết. Diệp Huyền từ ngôi sao tương lai của Diệp gia nháy mắt thành tai nạn cho Diệp gia. Mặc dù Diệp gia cố gắng che giấu sự thực nhưng trong một đêm tin Diệp Huyền bẩm sinh phế mạch, có võ hồn chết không chỉ Thanh Sơn trấn biết, người Nguyên Lam Nguyệt thành đều biết. Diệp gia hào cường Thanh Sơn trấn ra một phế vật, Diệp Gia mất hết mặt mũi thành trò cười của Lam Nguyệt Thành. Dù Diệp Gia dựa vào quyền thế đưa Diệp Huyền vào tinh huyền học viện nhưng biệt danh phế vật mãi mãi treo trên đầu hắn. Lật ký ức đến đây Diệp Huyền kinh kêu, sợ toát mồ hôi lạnh. Cái này không phải thật đi, kiếp trước thiên phú của Diệp Huyền rất kém, mấy lần đều không thể thức tỉnh võ hồn, mãi đến năm 16 tuổi thức tỉnh một phế võ hồn nên trước khi chết hắn chỉ là võ hoàng bát sai. Không ngờ đời này sống lại càng thảm, thức tỉnh võ hồn chết thì thôi đi còn là mạch chết võ hồn có linh cái gọi là võ hồn chết tức là võ hồn không thể sinh trường mạch chết càng nghiêm trọng người có mạch chết căn bản không thể tu luyện huyền khí đời này không thể nào trở thành một võ sĩ dù là đẳng cấp thấp nhất với diệp huyền không thể tu luyện chẳng khác nào giết hắn diệp huyền bình tĩnh lại sợ muốn chết tập trung cảm giác vào huyền mạch đã được đả thông trong người lát sau diệp huyền thở phào chỉ muốn chạy vào thành lăng chỉ luyện hồn sư đã phán kết quả trong huyền mạch không có chút khí cảm nhưng kinh mạch thông suốt vách mạch bóng loáng mà dày chắc, nhìn sao cũng không giống phế mạch. Mỗi tội cuối huyền mạch tắc nghẽn rất nghiêm trọng khó mà đả thông. Luyện hồn đại sư cái con khỉ, thứ đơn giản vậy nguyên lam nguyệt thành không ai nhìn ra, chắc không phải ăn phân lớn lên thành luyện hồn đại sư đi. Hại hắn sợ đến tim rất ra khỏi ngực, muốn nín thở. Diệp huyền kiểm tra tỉ mỉ rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ thân thể của mình, thầm cười khổ. Hèn gì bị người gọi là phế vật, thân thể này quá yếu, huyền mạch chỉ thông một cái, không có chút huyền khí gì, cơ bắp cũng lỏng lẻo, chất xương thì dã rời, ngũ tạng mệt mỏi. Việc gấp bây giờ là điều dưỡng tốt thân thể này rồi nghĩ cách đả thông huyền mạch khác, nếu nôn nóng tu luyện thì thân thể này sẽ tan vỡ ngay. Võ giả tập võ, tôi thân thể, ngưng huyền khí, hai thứ không thể thiếu một. Chỉ lo đả thông huyền mạch sẽ khiến căn cơ không ổn định, cuối cùng không thể đến cảnh giới càng cao, đây là vấn đề nhiều võ giả dễ phạm vào. Đáng tiếc không có huyền khí, chẳng được cơ hội thăm dò võ hồn. Nhưng võ hồn này rất kỳ lạ, là một đốm đen không chút động tính, hèn gì người ta nói là phế võ hồn. Diệp Huyền cảm giác võ hồn của mình là một đốm đen, hắn không cảm nhận được chút động tĩnh nào, không nhúc nhích tựa như ngủ say. Kiếp trước Diệp Huyền đã thấy rất nhiều loại võ hồn, lần đầu tiên gặp võ hồn quỷ dị như thế. Nếu có huyền khí thì Diệp Huyền sẽ thử thúc đẩy võ hồn, nhưng bây giờ hắn không có cách nào. Diệp Huyền bản năng cảm giác võ hồn của mình hơi khác với cái khác đối với diệp huyền kiếp trước là hồn hoàng bát phẩm thì dù thức tỉnh võ hồn chết cũng không sao khi nào lấy lại chút thực lực hắn không sợ thiếu võ hồn trên thế giới này không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh võ hồn nhiều võ sư sở hữu võ hồn đều là luyện hồn đại sư săn giết huyền thú đưa vào trong người đối phương hình thành võ hồn toàn lưu vân quốc không ai biết rõ điều này hơn diệp huyền kiếp trước làm hồn hoàng bát phẩm nghĩ đến đây diệp huyền thả lỏng tinh thần chốc lát sau trong xe ngựa sóc nảy diệp huyền ngủ ngon lành giữa trưa ngày thứ hai đoàn người tinh huyền học viện trở lại lam nguyệt thành xảy ra việc ngoài ý muốn nên lão sư dẫn đội lập tức đi học viện báo cáo đám đệ tử diệp huyền được cho nghỉ một ngày trong khi đệ tử khác hoan hô thì diệp huyền một mình đi trên đường cái lam nguyệt thành chốc lát sau một kiến trúc hùng vĩ đập vào mắt diệp huyền trên kiến trúc có bốn chữ tỏ ánh vàng chợ giao dịch diệp huyền mỉm cười thầm nghĩ đầu mày lộ nét tự tin không biết chợ giao dịch của lam nguyệt thành có cái gì nhưng hết cách ta bây giờ chỉ có thể điều dưỡng chờ thân thể đủ tiêu chuẩn mới tu luyện được võ hồn thì tạm gác lại từ từ tính võ giả bình thường phải điều dưỡng ba năm tháng mới bổ dưỡng lại cơ thể bị hao hụt nghiêm trọng nhưng diệp huyền kiếp trước là hồn hoàng bát phẩm thì khác miễn có đủ tài liệu hắn có thể cho mình phục hồi trong thời gian ngắn nhất diệp huyền vào chợ giao dịch các tiếng ồn đập vào tai nơi này như chợ lớn bên trong người đến người đi rất náo nhiệt lam nguyệt thành là thành thị biên cảnh lưu vân quốc nơi này dựa vào hắc phong lĩnh có rừng cây nguyên thủy mấy ngàn dặm, có nhiều yêu thú. Nghe đồn chỗ sâu trong có huyền thú ẩn hiện, hấp dẫn nhiều mạo hiểm giả tìm đến, vì vậy chợ giao dịch trong Lam Nguyệt Thành vàng thao lẫn lộn, có đủ thứ. Đăng bởi, sói già, chương 8, huyết lan đảm 1, một võ sĩ lớn tiếng giao, qua xem đi, qua xem tinh thiết cung thượng hảo đây. Thân cung rèn từ tinh thiết nhất dai, dây cung là xe gần chính của thiết nhiều thú yêu thú nhất dai làm ra. Tầm bắn một ngàn thước, uy lực vô cùng, vũ khí tốt nhất để săn giết yêu thú. Đi ngang qua xin đừng bỏ qua, bán giá 200 huyền tệ, đến trước được trước. Nhiều võ giả tụ tập trước quầy hàng đó. Vũ khí là thứ rất quan trọng cho võ giả, một vũ khí tốt có thể phát huy thực lực của võ giả càng tốt hơn. Nên nhiều võ giả thà chịu đói cũng sẽ mua vũ khí tốt. Diệp Huyền đứng xa nhìn, thầm khinh thường. Tinh thiết cung này thân cung rất hoa mỹ, đường cong lớn, vài nơi thiết kế chạm rỗng. Tinh thiết bình thường rất khó tạo, không thể nào chế tạo ra hình dạng như vậy. Diệp Huyền không cần chạm vào cũng biết đây tuyệt đối không phải đúc từ tinh thiết thật, hàm lượng tinh thiết trong cây cung tối đa không hơn 30%. Dây cung màu nâu xám, hoa văn bên trong hình xoắn ốc, nếu hắn không nhìn lầm đó là xe dây gân chính của một nghiêu thú yêu thú nhất dai. Một nghiêu thú và thiết nghiêu thú cùng là yêu thú nhất dai, có họ hàng gần nhưng dây gân chính của hai loài khác biệt rất lớn. Dây cung xe bằng dây gân chính của thiết nghiêu thú có thể chịu dựng võ sĩ nhất dai kéo mạnh bắn một vạn lần không dứt dây gân chính của mộc nghiêu thú tối đa chỉ chịu được 3.000 lần kéo là đứt. Kiếp trước khi Diệp Huyền còn nhỏ yếu từng chịu thiệt thế này. Đến đây đến đây đi, chỉ 10 khối huyền tệ, tất cả chỉ bán giá 10 huyền tệ. Người không nghe lầm, không nhìn nhầm, 10 khối huyền tệ là tùy ý chọn đồ trong tiệm. 10 khối tiền ngươi mua không bị lỗ, 10 khối tiền ngươi mua không bị lừa. Dưỡng thân hoàn thượng hảo đây, ăn một viên sau bữa cơm bao trị trăm bệnh. Sau khi ăn eo không đau, chân không mỏi, cầm vũ khí càng hăng hái hơn, một hơi chạy một vạn thước cũng không thở dốc, mặt không đỏ, buổi tối càng hùng dũng. Diệp Huyền đi từ quầy này sang quầy khác, bên tai nghe các tiếng la vang dội với lời giao kỳ dị. Diệp Huyền không dừng chân trước những quầy bán vũ khí, hắn chỉ mua tí thảo dược từ quầy bán thảo dược. Ba gốc ma diễm hoa, hai lượng thiên diệp tử, hai viên sinh cơ quả cộng một viên huyết huyền tinh, tổng cộng 78 huyền tệ. Trong số thứ Diệp Huyền cần chỉ thiếu một huyết lan đảm. Huyết lan đảm là mật rắn của huyết mục xà, giá trị rất cao và thưa thớt. Diệp Huyền dạo chợ một vòng phát hiện có ba quầy hàng bán huyết lan đảm, giá rẻ nhất là 100 huyền tệ, giá mắc nhất là 130 huyền tệ. Người ra giá 100 huyền tệ là võ sĩ nhất giai, khoảng 30 mấy tuổi, vóc dáng cao lớn. Võ sĩ nhất giai có một cây đao lớn, mặc giáp sắt, chắc là mạo hiểm giả, mặt cạo râu sạch sẽ không lôi thôi như mạo hiểm giả bình thường. Diệp Huyền ngồi xổm xuống cầm huyết lan đảm trên quầy hàng, hỏi. Huyết lan đảm bao nhiêu tiền? Huyết lan đảm này có độ thuần rất cao, yêu nguyên bên trong cũng dồi dào, chắc của con huyết mục xà trưởng thành, tài liệu chế tác tẩy tủy dịch cực tốt. Nam nhân trung niên bĩu môi nói, người cũng thấy rồi, yết giá 100, Diệp Huyền chém giá rất một nửa, người cứ hố người đi, huyết mục xà là loài khá yêu trong yêu thú nhất giai, trí tuệ rất thấp. Chỉ cần làm đúng cách thì võ sĩ nhất giai nhà ngươi sẽ không bị thương mà một ngày ít nhất bắt giết từ năm con huyết mục xà trở lên. Không bị nguy hiểm mà ngươi không biết ngượng bán mắc vậy. năm người huyền tệ, không nhiều hơn một đồng, Nam nhân trung niên liếc Diệp Huyền, khinh thường nói, đâu dễ như ngươi nói, ngươi tưởng hắc phong lĩnh là khu vui chơi tùy tiện cho ngươi ra vào sao. Ta tìm kiếm huyết mục xà này rất lâu, mạo hiểm mạng sống mới giết được. Một ngày giết trên năm con, nếu dễ kiếm và săn giết huyết mục xà như vậy thì đại sảnh giao dịch có đầy huyết lan đảm rồi. Nam nhân trung niên chưa từng thấy trả giá kiểu đó, một hơi chém một nửa. Nói sao thì huyết lan đảm là tinh hoa trên thân huyết mục xà, gã từng thấy cái rẻ nhất cũng bán 80 huyền tệ. Diệp Huyền tiết lộ chút thói quen của huyết mục xà, cười khẩy nói. Đó là vì cách tìm không đúng. Huyết mục xà thích âm lạnh, bốt giá, nhưng mỗi ngày cần tắm ánh mặt trời ít nhất một tiếng, cộng thêm thói quen của nó, chỉ cần tìm đứng chỗ thì đừng nói một ngày năm con, có 8 hay 10 con cũng được. Nếu không phải Diệp Huyền thiếu huyền tệ thì đã lười trả giá. Tuy phụ thân của hắn quản lý phần buôn bán của gia tộc, nhưng Diệp Triển Vân bị phế võ công, lo quản lý phần buôn bán không quan trọng, nên Diệp Huyền dù là dòng chính Diệp ra thì không có nhiều tiền tiêu vặt. Nam nhân trung niên nhướng mày hỏi, ngươi nói thật, mỗi ngày huyết mục xà cần tắm nắng một tiếng. Nam nhân trung niên biết đặc điểm thích ẩm ướt lạnh lẽo của huyết mục xà, nghe Diệp Huyền nói tự tin như thế thì gã hơi tin rồi. Ta lừa ngươi làm gì? Huyết mục xà thích ẩm ướt, mê âm lạnh nhưng mỗi ngày ít ra phải tắm ánh nắng một tiếng để bổ sung nhiệt lượng trong người, ban đêm bổ sung nước một lần. Nên nơi chúng sinh hoạt thường cách nguồn nước khoảng 10 dặm, người cứ tìm theo tiêu chuẩn này thì mỗi ngày ít nhất tìm được ba con huyết mục xà chỉ vài ngày là có thể đổi mới trang bị rách dưới của ngươi nam nhân trung niên còn nửa tin nửa ngờ lời của diệp huyền dù là cao thủ đi săn quanh năm cũng không hiểu tỉ mỉ như thiếu niên này lúc trước gã tìm kiếm huyết mục xà trong hắc phong lĩnh thật lâu chuyên môn kiếm mấy nơi đặc biệt âm u nhưng hai ba ngày trời không có thu hoạch gì lúc gã định đi thì vô tình phát hiện một con huyết mục xà giờ ngẫm lại đúng là chỗ đó cách nơi tia nắng chiếu sáng không xa nguồn nước thì nam nhân trung niên không chú ý. Diệp Huyền nói chuyện ăn khớp rất giống thật, nam nhân trung niên trầm ngâm không biết có nên làm thử theo cách Diệp Huyền nói không. Tám người huyền tệ, không bớt nữa. Diệp Huyền nói, mắc quá, ta nói cho ngươi nhiều như vậy bán 50 huyền tệ cho ta sẽ không chịu thiệt, nếu không bán thì ta đi. Nếu ngươi đồng ý tặng không huyết lan đảm cho ta thì ta sẽ tiết lộ thêm chút thói quen của huyết mục xà. Thấy nam nhân trung niên còn do dự, Diệp Huyền quay người định đi. Túi tiền Diệp Huyền eo hẹp, hắn không có nhiều tiền để mua huyết lan đảm nhưng huyết lan đảm là tài liệu tốt nhất chế tạo tẩy tủy dịch. Nếu không được thì đành dùng tài liệu khác thay thế, nhưng sẽ làm giảm dược hiệu xuống hơn 40%. Đăng bởi, sói già, chương 9, huyết lan đảm, thấy Diệp Huyền định đi, nam nhân trung niên vội kêu lại. Chờ chút, nam nhân trung niên cầm huyết lan đảm đặt trên quầy hàng lên. Một huyết lan đảm chứ có gì, nếu ngươi nói đúng thuật thì ta không bị lỗ ngược lại có lời. Tặng ngươi đây, hãy nói cho ta biết huyết mục xà còn có thói quen gì. Lúc trước Diệp Huyền nói chuyện rõ ràng hợp lý, nam nhân trung niên đã tin bảy, tám phần. Nếu sau này gã có thể săn giết trên ba con huyết mục xà thì lấy một huyết lan đảm làm học phí cũng không có gì. Nam nhân trung niên trông giống người chân chất, Diệp Huyền rất vui vẻ khi không bỏ một đồng nào kiếm được một huyết lan đảm. Diệp Huyền hờ hững nói, thấy ngươi cũng khá thành thật, mới rồi ta nói chuyện với ngươi hơi lớn, ngươi đừng đi chỗ cách nguồn nước mười dặm nếu ngươi tìm kiểu đó thì chưa kiếm được huyết mục xà đã bị u hồn mãng quấn lấy. Nam nhân trung niên nghe vậy đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, gã nghe Diệp Huyền nói tự tin như thế đã định bụng ngày mai sẽ đi tìm hiểu, không ngờ là tin giả. Tuy u hồn mãng cũng là yêu thú nhất giai nhưng mạnh hơn huyết mục xà gấp đôi, nam nhân trung niên là võ sĩ nhất trọng, so với u hồn mãng tương đương võ sĩ nhị trọng thì còn chút tranh lệch. Nếu gặp u hồn mãng, không đến nỗi chết nhưng sẽ bị thương nằm nhà 10 ngày, nửa tháng. Nếu gã không gọi Diệp Huyền lại thì hậu quả quá rõ ràng. Nam nhân trung niên thầm sợ hãi nhìn Diệp Huyền, nghĩ mà run. Thiếu niên trước mắt không biết có lai lịch gì, hại người không cần tự mình đặc biệt. Nếu ai đắc tội hắn sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Bị nam nhân trung niên dùng ánh mắt ai oán nhìn mình, Diệp Huyền cười khẽ. Đừng nhìn ta như vậy, nếu vừa rồi ta nói rất nhiều mà ngươi không bán huyết lan đảm cho ta vậy chẳng phải là ta bị lỗ lớn. Nghĩ tình ngươi thành thật nên ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng là mỗi ngày huyết mục xà sẽ phơi nắng một tiếng nhưng khoảng cách uống nước của nó cách từ 3 đến 5 ngày một lần. Nơi người cần tìm là cách nguồn nước 3 đến 50 dặm, cứ thế tìm thì một ngày ba con huyết mục xà, chỉ nhiều chứ không ít hơn. Nếu phát hiện xung quanh có nhiều ngải thảo thì huyết mục xà ở khu vực đó ít nhất trên 5 con, huyết mục xà thích mùi ngải thảo nhất. Diệp Huyền mỉm cười nói, lần này ta không lừa ngươi, coi như là thù lao ngươi tặng huyết lan đảm cho ta. Thói quen của huyết mục xà bình thường ở trong mắt Diệp Huyền không có giá trị gì, nói thì nói thôi. Mắt nam nhân trung niên sáng rực, lần này gã hoàn toàn tin tưởng Diệp Huyền, vì gã nhớ lại quanh con huyết mục xà bị gã tìm được đúng là có mấy gốc ngải thảo. Tiểu huynh đệ, ta tên Thạch Thành, người xem trên quầy hàng của ta có cái gì ngươi cần thì cứ lấy. Sau này có chuyện gì tìm ta hãy đến chợ giao dịch, nếu ta không đi hắc phong lĩnh thì đều ở đây. Nam nhân trung niên phục Diệp Huyền trăm phần trăm, gã không có đủ thiên phú, 30 tuổi mới thành võ sĩ nhất sai, không có võ hồn, đời này tới võ sĩ hậu kỳ đã là đỉnh cao, mà không biết là năm nào tháng nào. Diệp Huyền không lớn nhưng lời ăn tiếng nói khiến gã muốn kính ngưỡng, rất có thể là một học đồ của luyện hồn sư. Diệp Huyền thản nhiên nói, quầy hàng của ngươi trừ huyết lan đảm ra thứ khác vô dụng với ta, hơn nữa ngươi là võ sĩ nhất sai, mỗi ngày lo kiếm tiền chẳng bằng tìm cách nhanh chóng đột phá nhị trọng đi. Nam nhân trung niên người rung lên, gã không hề nhắc đẳng cấp của mình mà sao thiếu niên biết nếu thiếu niên tự nhìn ra thì có ánh mắt sắc bén cỡ nào hình tượng của diệp huyền trong mắt gã không những cao lớn còn tăng thêm bí ẩn nam nhân trung niên chân thành nói đa tạ diệp huyền bật cười tên này tặng một huyết lan đảm cho hắn còn nói cảm ơn thật là ngốc nghếch đáng yêu nhưng thế giới này bây giờ ít gặp ai chân thành như nam nhân trung niên diệp huyền có cảm quan tốt với nam nhân trung niên hắn cất huyết lan đảm chốt câu cuối nếu ta không nhìn lầm thì ngươi kẹt lại ở võ sĩ nhất giai đã nhiều năm không thể cô động mở rộng huyền hải, đột phá tới linh huyền cảnh nhị trọng bởi vì ngươi quá khứ giết nhiều, người có bệnh ngầm, thận từng bị nội thương, tổn thất tinh khí. Ta dạy cho ngươi một cách, mỗi ngày lấy đa la diệp, chỉ tâm thảo, nguyệt nha thạch, mỗi thứ một phần đun lửa nhỏ 3 tiếng, rồi bỏ vào trong nước ngâm mình nửa canh giờ, sau 10 ngày hãy thử trùng kích linh huyền cảnh nhị trọng. Thạch Thành Dung mình, 5 năm trước trong một chuyến mạo hiểm eo gã bị thương, tổn thương thận, tuy điều dưỡng xong không có vấn đề gì lớn nhưng để lại tai họa ngầm, Giờ mỗi khi đến mùa mưa rầm là eo gã sẽ nhức nhối, nhưng sao thiếu niên này biết. Lòng gã siêu kích động, Thạch Thành ngước đầu lên đã không thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu, gã dứt khoát dẹp quầy hàng. Thạch Thành quyết định đi mua tài liệu ngay bây giờ, buổi tối làm thử theo cách Diệp Huyền nói, ngày mai đi hắc phòng lĩnh thử vận may. Diệp Huyền ra khỏi chợ giao dịch, tâm tình nhẹ nhàng. Tất cả tài liệu cần thiết đã vào tay, chờ chút nữa luyện chế ra tẩy tủy dịch là sẽ bổ dưỡng cơ thể khi đó hắn có thể tu luyện huyền khí, đã thông nhiều huyền mạch hơn kiếp trước Diệp Huyền không chỉ là hồn hoàng bát phẩm còn có tạo nghệ kinh người ở nhiều mặt khác như luyện đan, trận đạo, luyện khí, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Mỗi mục Diệp Huyền đều đến cảnh giới siêu cao không thua gì cảnh giới luyện hồn sư. Đó là lý do tại sao kiếp trước Diệp Huyền chỉ là hồn hoàng bát phẩm mà nổi tiếng còn hơn mấy hồn đế cử phẩm khác. Nhưng Diệp Huyền cũng có điểm nhức đầu là muốn luyện chế cần có một căn phòng luyện chế và nhiều dụng cụ. Diệp Huyền ngẫm nghĩ chợt mỉm cười, đã có cách giải quyết. Diệp Huyền hỏi thăm người qua đường hai lần, chốc lát sau hắn đến một kiến trúc chiếm diện tích vô cùng to lớn, bề ngoài rất hùng vĩ. Nơi này là hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt Thành sao? Hơi nhỏ nhưng chắc không thiếu hồn sư tháp đơn giản nhất. Hiệp hội luyện dược sư là một tổ chức cơ cấu đứng sau hồn sư tháp và huyền điện, có địa vị rất cao trong luyện dược sư. Tổ chức cơ cấu chi nhánh trải rộng nguyên đại lục, kiếp trước Diệp Huyền là trưởng lão danh dự của Hiệp hội Luyện Dược Sư Đại Lục, Luyện Dược Sư Cửu Phẩm. Đi vào Hiệp hội Luyện Dược Sư, nền đất bóng loáng trắng tinh, vách tường điêu khắc chạm giống, bậc thang rộng lớn thanh thang, có khí phái hơn chợ giao dịch nhiều. Đăng bởi, sói già, chương 10, Hiệp hội Luyện Dược Sư, Diệp Huyền mới đi vào mấy nhân viên phục vụ đứng trước quầy Hiệp hội Luyện Dược Sư đều thấy. Bọn họ nhìn tuổi của Diệp Huyền lại xem cách ăn mặc của hắn, biểu tình từ mong chờ chuyển sang thất vọng, hơi coi thường. Đến hiệp hội luyện dược sư, trừ luyện dược sư ra trên 90% người khác đều là võ sư định mua đan dược và tài liệu. Những nhân viên phục vụ bọn họ tiếp đái khách hàng sẽ được trích phần trăm, nếu tiếp đái một khách hàng rộng rãi thì trích phần trăm rất nhiều. Nhưng nếu tiếp đái một khách hàng chỉ đến đi dạo thì mất nửa ngày mà không thu hoạch được gì. Tuổi của Diệp Huyền và bộ đồ bình thường khiến tất cả nhân viên phục vụ nháy mắt phán tử hình cho hắn, chắc là nhóc con muốn đến hiệp hội luyện dược sư mở mang kiến thức. Trong phút chốc không người chủ động tiến lên. Diệp Huyền không biết tâm lý của đám nhân viên phục vụ, hắn đi thẳng tới quầy phục vụ, nếu muốn thuê phòng luyện chế thì phải làm thủ tục. Nhân viên phục vụ xếp đằng trước nhất cao mày nói với một thiếu nữ đứng đằng sau. Nhóc con xem thì thôi đi còn đến đây, Lưu Duyệt, người hãy chiêu đãi khách hàng này. Người tên Lưu Duyệt là một tiểu cô nương mặt mày hơi thanh tú, khoảng 17, 8 tuổi, nàng rụt rè nói. Vậy không tốt lắm đâu Trần Tỷ, không phải Lưu Duyệt coi khinh Diệp Huyền mà vì bọn họ tiếp đãi khách hàng là theo thứ tự, chen ngang rất dễ sinh ra tranh chấp với nhân viên phục vụ khác. Nhân viên phục vụ được gọi Trần Tỷ ra vẻ rộng lượng nói. Không có gì không tốt, người mới đến có nhiều việc chưa biết rõ, tiếp đãi nhiều khách hàng mới có lợi cho ngươi. Đúng rồi, Trần Tỷ nhường cơ hội tốt vậy cho ngươi thì còn chờ gì nữa. Tính Trần Tỷ tốt thật, nỡ nhường luôn khách hàng, mấy nhân viên phục vụ khác hùa theo, lòng thầm cười nhạt, câu đó chỉ lừa được người mới như Lưu Duyệt. Diệp Huyền nghe mấy người đối thoại, thầm lắc đầu dạo này ngay cả nhân viên phục vụ cũng thấy lợi bu vào họ coi thường hắn diệp huyền cười cười nếu là ý thức cũ của thân thể này có lẽ sẽ nổi lòng từ tôn tiến lên ồn ào cãi lộn còn hắn thì sẽ không so đo với mấy cô nhóc thấy lợi sáng mắt cuối cùng bị mọi người thúc đẩy lưu duyệt đến trước mặt diệp huyền hỏi vị tiên sinh này có gì cần ta trợ giúp diệp huyền bình tĩnh nói xếp một phòng luyện chế cho ta nhân viên phục vụ lúc trước coi thường không thèm nhìn giờ đều mắt lấp lóe nhìn sang thiếu niên này có khi nào là luyện dược học đồ. Trong hiệp hội luyện dược sư câu được khách hàng lớn không là gì, nếu kết bạn với một luyện dược sư mới thật sự là một bước lên trời, có thể móc nối với luyện dược sư thì trong hiệp hội không ai dám đụng vào ngươi. Trần Tỷ lúc trước ra vẻ rộng lượng lúc này bước ra chen lưu duyệt sang bên cạnh, nở nụ cười tự nhận là quyến rũ nói với Diệp Huyền. Vị tiên sinh này muốn luyện chế dược tề. Hiệp hội luyện dược sư chúng ta có tổng cộng 15 căn phòng luyện chế cơ sở cho thuê, mỗi canh giờ 50 huyền tệ. Vừa lúc còn chống một căn cuối cùng, để ta đưa tiên sinh qua. Trần tỷ nhẹ giọng nói với Lư Duyệt, "Lư Duyệt, nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi." Diệp Huyền gọi lại Lư Duyệt thui thủi lui về, "Không cần, để nàng ấy mang ta đi." Trần tỷ muốn vất phát nhưng Diệp Huyền không thèm nhìn nàng, hắn đặt 50 huyền tệ lên quầy phục vụ. Diệp Huyền nhíu mày nói với Lư Duyệt, "Còn ngẩn ra làm gì, đây là 50 huyền tệ, mau mang ta đi." Lư Duyệt vội đăng ký tin tức rồi dẫn Diệp Huyền đi hướng căn phòng luyện chế cuối cùng. Trần tỷ nhìn Diệp Huyền đi xa, sắc mặt khó coi, xem nhẹ hừ lạnh một tiếng. Hừ, làm bộ làm tịch cái gì, tuổi nhỏ vậy chắc là luyện dược học đồ nghe chút cách luyện dược từ đâu đó nên muốn đến thử vận may. Nếu hắn có thể luyện chế ra dược tề thì lão nương ta đây là hội trưởng hiệp hội luyện dược sư. Diệp Huyền nhìn phòng luyện chế cơ sở có đầy đủ dụng cụ, hắn vừa lòng gật đầu, 50 huyền tệ một canh giờ tuy không rẻ nhưng đáng giá nếu không có chuyện gì đừng quấy giày ta. Diệp Huyền đóng cửa phòng luyện chế lại, đến trước quầy luyện chế, bày ra dược liệu lúc trước mua được. Ba gốc ma diễm hoa, hai lượng thiên diệp tử, hai trái sinh cơ quả, một huyết huyên tinh, cuối cùng là một huyết lan đảm. Dùng máy nghiền ép huyết, huyết huyên tinh thành phấn, lột vỏ sinh cơ quả ép thành nước, lấy nhụy hoa của ma diễm hoa. Tay Diệp Huyền làm nhanh công tác chuẩn bị, chỉ dây lát mấy món tài liệu đã được hắn hoàn mỹ làm xong, toàn quá trình như mây bay nước chảy cực kỳ ưu mỹ tràn ngập mỹ cảm mắt mắt. Nếu để luyện dược đại sư nào thấy động tác của Diệp Huyền sẽ rất ngạc nhiên rất trong mắt. Làm công tác chuẩn bị dược liệu giai đoạn đầu không phức tạp nhưng thử thách kiến thức cơ bản của luyện dược sư nhất. Luyện dược sư bình thường dùng máy nghiền ép huyết nguyên tinh khi ra bột đỏ sẽ có hạt lớn hạt nhỏ, phải sàn lọc lại mới phối chế được. Không biết Diệp Huyền nghiền bằng cách nào mà từng hạt mịn như cát, thật giống tác phẩm nghệ thuật. Lột ra sinh cơ quả cũng vậy, bình thường khi luyện dược sư lột ra khó tránh khỏi phạm vào thịt quả, nhưng Diệp Huyền lột sinh cơ quả từng trái tròn trịa căng tròn, lấp lánh trong suốt, nhìn từ trên xuống dưới không bị phạm một ly, rất là thần kỳ. Quá trình lấy nhụy của ma diễm hoa càng kỳ, luyện dược sư bình thường phải dùng dụng cụ phóng lớn cẩn thận rút ra, Diệp Huyền thì tay phải búng nhẹ là nhụy hoa tự động rơi vào dụng cụ, giống như đến lúc chín muồi thì gió thổi lá rụng. Công tác chuẩn bị đã xong, Diệp Huyền bắt đầu phối chế tẩy tủy dịch. Trước tiên dùng lửa nhỏ đun nước sinh cơ quả khi chất lỏng màu lục nổi bọt sắp sôi trào thì diệp huyền bỏ vào bột phấn huyết huyên tinh buông một tiếng khói bốc lên nghi ngút hỗn hợp hai loại tài liệu một đỏ một lục nhanh chóng chuyển thành chất lỏng màu tím ban đầu chất lỏng tím kết tủa có lửa nhỏ đun nóng dần trở nên nửa trong suốt từng tinh thể màu tím kết tinh ở bên trong diệp huyền tính nhầm thời gian phỏng chừng qua năm phút liền bỏ nhụy hoa của ma diễm hoa vào còn có hai lượng thiên diệp tử đã bị nghiền nát ô dược tề sôi sùng sục xeo xeo từng luồng khói đỏ nhạt bốc lên từ quá trình phản ứng, trong không khí phòng luyện chế tràn ngập mùi thơm ngát. Kết tinh màu tím và thiên diệp tử, mà diễm nhụy hoa kết hợp phản ứng với nhau tựa như vì sao lấp lánh rực rỡ trong trời sao màu tím, tia sáng lạnh lùng trong trẻo đó nở rộ qua dược tề, xinh đẹp tuyệt vời. Đăng bởi, sói già, chương 11, tới cửa khi dễ một, 1 Diệp Huyền đếm thầm mức độ và thời gian dược liệu phản ứng với nhau, khoảng nửa nén nhang sau mắt hắn bắn ra tia sáng. Phụt, huyết lan đảm bị Diệp Huyền bóp nứt ra, mật dịch bị đè ép hoa thành mũi tên nước bắn chính xác vào bình dược tề. Phản ứng kịch liệt làm dung dịch trong bình dược tề sôi sùng sục từ yếu đến dữ dội rồi dần tĩnh lặng. Mấy phút sau, một bình chất lỏng lấp lánh tia màu tím mông lung xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Chất lỏng tỏa mùi thơm mơ hồ, chỉ ngửi một cái đã khiến tế bào toàn thân run rẩy. Diệp Huyền nhìn chất lỏng màu tím, khẽ thở phào lau mồ hôi chán. Tẩy tủy dịch thành công, nếu để luyện dược đại sư khác trông thấy quá trình luyện chế của Diệp Huyền sẽ giật mình quỳ dạp dưới đất, trợn mắt há hốc mồm. Luyện dược sư luyện chế nước thuốc hoặc đan dược phải dùng huyền thức cảm giác phản ứng quá trình, khiến huyền khí tham gia vào phản ứng. Diệp Huyền chỉ mới đả thông một huyền mạch, trong người không có chút huyền khí nào, toàn quá trình không có một xíu huyền khí tham gia vào. Diệp Huyền chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú, nắm chắc thời gian đến không tưởng được, cách luyện chế này nếu nói ra ngoài không ai tin. Huống chi tẩy tủy dịch là dược tề nhất phẩm, Diệp Huyền chỉ là võ giả đả thông một huyền mạch. Với thân phận võ giả luyện chế ra dược tề nhất phẩm, nguyên lão nhân e rằng chỉ một mình Diệp Huyền là làm được điều này. Đã phối chế tẩy tủy dịch thành công vậy dùng luôn tại đây đi. Còn nửa canh giờ thuê phòng luyện chế, Diệp Huyền không lãng phí, hắn cởi đồ, ngồi xếp bằng, uống cạn tẩy tủy dịch mới phối chế xong. Hừ, tẩy tủy dịch chui vào bụng Diệp Huyền, lấy dạ dày làm trung tâm khuếch tán toàn thân. Chỉ vài giây mỗi phần trên người Diệp Huyền tràn ngập dược tính của tẩy tủy dịch, đau nhức thấu óc truyền đến từ từng tế bào, làm hắn khẽ rên. Dược tính của tẩy tủy dịch làm người Diệp Huyền ướt đẫm mồ hôi. Đau đớn nhức nhối như bị lăng trì, dược tính mãnh liệt kích thích từng tế bào của Diệp Huyền. Mặt hắn vặn vẹo, toàn thân nóng lên, từng lớp bùn đen tanh hôi thẩm thấu ra ngoài lỗ chân lông, chốc lát sau ngoài người hắn kết lớp bùn dày. Năng lượng của tẩy tủy dịch tiếp tục bùng nổ như dòng lũ mãnh thú trong cơ thể suy yếu của Diệp Huyền. Tế bào không chịu nổi gánh nặng lột xác nhanh mà không ngừng tách lìa rồi tái tạo, đau nhức nhối khiến Diệp Huyền co giật từng cơn, mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi. Nếu là người bình thường chịu nỗi đau tế bảo vỡ nát thế này đã xỉu từ lâu, một số võ sư cường đại cũng khó giữ sự tỉnh táo trong cơn đau khủng khiếp này. Nhưng trong quá trình Diệp Huyền không hét một tiếng, đau nhức này như không tồn tại, mặt mày hắn bình thản. Phòng luyện chế, Diệp Huyền ngồi khoanh chân, đầu đội trời, mắt xem mũi, mũi xem ngực, hai lòng bàn tay chĩa lên trên, ngũ tâm hướng lên trời, chìm đắm vào rèn luyện thân thể đại sảnh hiệp hội bên ngoài phòng luyện chế, Trần Diễm đang chút giận vào Lưu Duyệt, nói chuyện đặc biệt khó nghe. Chúng ta làm nhân viên phục vụ phải nhanh tay lẹ mắt, nho nhã lễ độ với bất cứ ai. Khách hàng đến hiệp hội luyện dược sư chúng ta thì đều là thượng đế. Có vài người đừng chỉ biết nịnh bở cái gọi là luyện dược sư mà quên trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Một đứa nhóc đã khiến nàng quên hết tất cả, tưởng đối phương là luyện dược đại sư gì sao. Việc Diệp Huyền khiến tâm tình Trần Diễm rất khó chịu, Mới rồi có một khách hàng rời khỏi hiệp hội luyện dược sư nhưng Lưu Duyệt không kịp lúc hành lễ, thế là bị Trần Diễm bắt lấy cơ hội trào phúng, vẻ mặt coi thường. Lưu Duyệt đứng đối diện, biểu tình uất ức, bị mắng suýt khóc nhưng không dám cãi. Mấy nhân viên phục vụ xung quanh mặt lạnh lùng nhìn, một nam nhân trung niên 30 mấy tuổi, thân hình mập mạp đến gần Trần Diễm. Trần Diễm, ai chọc muội không vui hãy nói với ca ca. Nam nhân trung niên mặt xấu xa, tay vỗ cái bốp vào mông Trần Diễm, cặp mông vêu rung bần bật. Trần Diễm nhìn thấy người đó liền cười quyến rũ, thì ra là lại ca, bị quấy rối tình dục nhưng Trần Diễm không né tránh, ngược lại cười đa tình. Sao hôm nay lại ca có rảnh đến đây, lại mau nhe hàm răng vàng dâm dây nhìn bộ ngực to của Trần Diễm, tay thò vào làn váy. Thì nhớ bảo bối của ta, Trần Diễm hất tay tên mập xấu xa ra nhưng động tác rất nhẹ, cười khúc khích. Thôi đi, đang trong hiệp hội luyện dược sư, nếu bị quản sự thấy thì không tốt. Sợ gì, lại mau cười gian hôm qua ta được một phối phương đan dược nhất phẩm, nếu ta luyện chế ra thì ca ca có thể chứng thực luyện đan sư nhất phẩm. Khi ca ca thành luyện đan sư nhất phẩm của của hiệp hội luyện dược sư thì sau này còn ai dám đụng vào muội? Trần Diễm mừng rỡ hỏi, thật không, lại mau hơn 30 tuổi mới là võ sĩ nhất giai, đời này chỉ được như thế, bộ dạng thì xấu xa, nhưng gã có thiên phú luyện dược rất tốt, đã có thể luyện chế một ít dược tề cơ bản, là luyện dược học đồ cao đẳng. Trần Diễm liếc mắt đưa tình, ngẫu nhiên bị lại mau ăn bớt vì hy vọng đối phương có thể trở thành luyện dược sư nhất phẩm. Một luyện dược sư nhất phẩm có thể cho nàng thay đổi nhưng trời lệch đất. Lại mau cười xấu xa, he he, không lẽ ca ca lừa nàng, bảo bối của ta, chờ ta luyện chế xong đêm nay đi nhà ta qua đêm không? Trần Diếm cúi đầu làm bộ xấu hổ nói, thôi đi, cái đó phải chờ ca ca luyện chế thành công đã. Ý là chỉ cần đối phương có thể luyện chế thành công thì đêm nay nàng mặc cho nhấm nháp. He he, lại mau cười dâm vậy muội chờ đi trước tiên chuẩn bị một phòng luyện chế cho ca ca trần diễm giở sách đăng ký nhíu mày nói thật không khéo rồi lại ca hôm nay phòng luyện chế cơ sở của hiệp hội chúng ta đã hết chỗ hay ca chờ chút lại mau nhíu mày nói chờ sao được ca ca đang rất hào hứng nếu ảnh hưởng chút nữa luyện chế dược tề thì mất mát lớn các ngươi đền được không trần diễm vắt óc suy nghĩ lại mau là chủ bao nuôi của nàng gã bị ảnh hưởng thì tiền đồ của nàng cũng tiêu Trần Diễm đảo trong mắt liếc hướng Lưu Duyệt ở một bên, đã có ý tưởng. Lại ca đừng sốt ruột, mới rồi Lưu Duyệt mang một thằng nhóc đi phòng luyện chế số 15, hắn chỉ trả tiền một canh giờ, cũng sắp hết giờ rồi, ca đi phòng luyện chế kia đi. Thằng nhóc đó mới khoảng mười mấy tuổi, biết cái gì là luyện dược, chắc chỉ đến chơi. Lưu Duyệt nói ngay, Trần Tỷ, làm vậy không hợp quy định, chương 12, tới cửa khi dễ, hai, không hợp quy định cái gì, người tin thằng nhóc đó thật sự là luyện dược sư sao huống chi hắn đặt phòng đã đến giờ, cho hắn cơ hội quen lại ca là may mắn của hắn. Vậy được rồi, muội mang ta qua đi, một thằng nhóc khoảng mười mấy tuổi không đáng lại mau để bụng, nhưng vị trí cho luyện dược sư nhất phẩm tương lai là may mắn của thằng nhóc. Trong phòng luyện chế, Diệp Huyền vẫn đang tu luyện, trong cảm giác của hắn, chất xương lỏng lỏ, cơ bắp mềm nhún, ngũ tạng mệt nhọc nhờ vào dược tính của tẩy tủy dịch đã nhanh chóng tăng mạnh. Tẩy tủy dịch tuy chỉ là dược tề nhất phẩm nhưng hiệu quả cải tạo thân thể tốt nhất trong dược tề phẩm cấp thấp, sau một nén nhang dược tính của tẩy tủy dịch đã hoàn mỹ giải phóng có lẽ từ mặt ngoài không thấy diệp huyền có gì thay đổi nhưng thật ra độ cứng thân thể đã mạnh hơn trước gấp mấy lần một số kinh mạch mạch máu mỏng manh tế bào nội tạng bị thương nhẹ đã khép lại hoàn toàn có tẩy tủy dịch trợ giúp rốt cuộc điều dưỡng thân thể lên đến đỉnh rồi mắt diệp huyền bắn ra tia sáng hắn đứng dậy dùng mình bùn đen kết phải rơi dụng lộ ra làn da bóng loáng như bạch ngọc vân da rõ ràng tràn ngập mỹ cảm sức mạnh diệp huyền mặc đồ vào loáng thoáng nghe bên ngoài phòng luyện chế ồn ào. Trần tỷ, vị tiên sinh này, thế này là không hợp quy định, phòng luyện chế của đối phương còn chưa đến giờ. Cái gì mà không hợp quy định, một đứa nhóc quan trọng hơn đại sư luyện dược lại mau này sao? Mở cửa ra, Trần tỷ, không được, bà nội nó, ngươi là cái thứ gì, dám ngăn cản ta, cút, dầm, trong phòng luyện chế, Diệp Huyền cao mày. Phòng luyện chế bình thường có hiệu quả cách âm rất tốt nhưng giọng nói ngoài cánh cửa rõ ràng truyền vào, người bên ngoài rất lớn tiếng. Diệp Huyền tức giận đi ra cửa. Làm gì vậy? Dầm, Diệp Huyền chưa đi được mấy bước thì cửa phòng luyện chế bị người đá văng. Một nam một nữ đứng ngoài cửa, nam là tên mập, nữ là một nhân viên phục vụ của Hiệp hội luyện dược sư. Một người ngồi dưới đất, là thiếu nữ đã sắp xếp phòng luyện chế cho Diệp Huyền, mặt nàng còn in dấu tay rõ ràng, mắt ngấn lệ, hiển nhiên bị người tắt tay. Diệp Huyền sầm mặt xuống lạnh lùng hỏi Lưu Duyệt, có chuyện gì, đại sảnh không đến mức người ra vào tấp nập nhưng cũng nối liền không dứt, Lúc trước chỗ này ồn ào đã tụ tập nhiều người. Chuyện gì xảy ra? Hình như có xung đột, nơi này là hiệp hội luyện dược sư, ai dám gây sự tại đây? Ta biết tên mập kia, hình như gọi là Lại Mao, một luyện dược học đồ cao cấp, thường luyện dược trong hiệp hội luyện dược sư, cách luyện dược sư nhất phẩm chỉ một bước. Là hắn sao? Hèn gì, mới nghe hình như Lại Mao muốn luyện dược nhưng không có phòng luyện chế, định bá chiếm phòng luyện chế của thiếu niên này. Hóa ra là vậy, thiếu niên xui rồi, Lại Mao không dễ chọc. Nam nhân trung niên nghe mọi người nói chuyện, vênh váo đi vào như là chủ nhân của căn phòng luyện chế. Lại mau cao cao tại thượng nói, tiểu tử, bản đại sư muốn căn phòng luyện chế này, ngươi đi được rồi. Diệp huyền sầm mặt xuống lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì, cho ngươi ba giây cút xéo. Nam nhân trung niên trợn mắt há hốc mồm, một chốc không kịp phản ứng. Gã xanh mặt đến đen thui, tức giận cười nói, tiểu tử biết ta là ai không, dám nói chuyện kiểu đó với ta, muốn chết sao ta không cần biết tên mập nhà ngươi là ai, cút mau. Lại mau biểu tình cực kỳ khó xem, gã vốn tưởng mở miệng một cái là đối phương sẽ mang ơn nhường lại phòng luyện chế. Từ khi nào một đứa nhóc dám nói năng kiểu đó với gã? Lại mau tức giận xì cười nói, giỏi, ngươi ngon, một thằng nhãi mà dám ăn nói kiểu đó với ta. Để ta thay phụ huynh nhà ngươi dạy dỗ lại, cho ngươi biết cái gì là quy định. Dứt lời lại mau gầm lên, khí thế bỗng tăng vọt, hai tay thành vuốt, trong lòng bàn tay hình thành gió lốc mãnh liệt chụp hướng Diệp Huyền. Là ưng chảo công, lại mau mới chỉ là võ sĩ nhất giai nhưng dù gì là một võ sĩ, vỗ chảo ra quả nhiên có uy lực phá không. Võ sĩ chưa là gì, lại mau mạnh nhất là thiên phú luyện dược, trở thăng cấp luyện dược sư nhất phẩm thì võ sư võ huyền cảnh nhị giai gặp hắn cũng phải tôn sưng một tiếng đại sư. Nói cũng đúng, chật chật, luyện dược sư nhất phẩm, không biết đời này ta có hy vọng không. Lại mau nghe tiếng mọi người bàn tán, lòng gã nổi lên kiêu ngạo cười khẩy nói tiểu tử hôm nay tâm tình của ta tốt nên chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi sau này đánh bóng mắt chút không phải ai cũng có thể chọc vào veo cùng với gió rít là đôi vuốt mập sắc bén nhanh chóng chụp tứ chi của diệp huyền diệp huyền ngước đầu lên ánh mắt lạnh lùng thân hình không nhúc nhích ba giây đã qua xem ra ngươi không muốn cút tốt lắm vậy thì đừng đi quần chúng vây xem trợn mắt há hốc mồm đã lúc nào rồi mà tiểu tử này còn rảnh rỗi nói câu đó bộp, móng vuốt chụp xuống, khi mọi người cho rằng Diệp Huyền sẽ bị thương nặng thì công kích của lại mau bị hụt. Diệp Huyền chỉ nhích nhẹ đã né khỏi công kích của lại mau, khí thế huyền khí mãnh liệt không hề ảnh hưởng đến hắn. Diệp Huyền lạnh lùng cười, vẻ mặt coi rẻ, đây là ưng trảo công của ngươi, là công kê trảo công mới đúng, lớn tuổi rồi mà mới chỉ là võ sĩ nhất sai, chật chật, người sống nhiều năm vậy vứt cho chó ăn rồi sao? Lại mau là võ sĩ nhất giai nhưng chưa từng đi mạo hiểm, thực lực của gã còn không bằng võ giả cao mạch trong học viện. Mọi người vô cùng kinh ngạc, gì thế này, một thiếu niên mười mấy tuổi sao né được móng vuốt của võ sĩ nhất giai như lại Mao. Nhưng Diệp Huyền hình dung rất chính xác, đôi tay mập của lại Mao nếu không có huyền khí của võ sĩ nhất giai chống đỡ thì như chân gà mập, không giống ưng chảo chút nào. Lại Mao vừa kinh vừa giận hét lên, tiểu tử này muốn chết. Lại Mao không rõ chuyện gì vừa xảy ra, thầm nhủ không lẽ tiểu tử này là thiên tài. Nhưng lại mau cẩn thận đánh giá Diệp Huyền thì không thấy chút dao động huyền khí, thế là gã yên tâm hơn, mặt càng dữ tợn. Lại mau vốn chỉ định chặt đứt tứ chi của Diệp Huyền, cho hắn một bài học, nhưng giờ gã quyết tâm phải phế tiểu tử này. Huyền khí dâng lên, lại mau quét chảo hướng Diệp Huyền. Bỗng lại mau gào thét thảm thiết, "A, à, đôi móng vuốt ngừng lại khi cách người Diệp Huyền 2 cm." Mặt lại mau vặn vẹo, há to mồm, hai tròng mắt trợn to sắp nổ, nước mắt nước mũi chảy ròng, mặt đỏ như gan heo nấu chín chương 13, nát trứng. Cúi đầu nhìn, từ khi nào Diệp Huyền đá vào thân dưới của lại mau. Khoảnh khắc bị đá trúng gã cảm giác phía dưới của mình có vật gì bị đá nát. Ô ô a à, a, à, đau nhức nhối khiến lại mau hét như heo bị thọc tiết, mặt vặn vẹo. Quá thảm, quần chúng biểu tình quái dị, kẹp chân lại, cảm giác ớn lạnh nổi da gà. Bọn họ có nghe tiếng bốp, rất có thể trứng của lại mau bị đá nát rồi, thế là hết đường gieo giống. Lại mau cố nén đau đớn, khóe miệng co giật, con mắt đỏ máu điên cuồng nhào lên, giọng đờ thét quát. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết, mặt Diệp Huyền không biểu tình, chân nhẹ bước ra một bước, lại tung cú đá chân phải. Bốp, ma xui quỷ khiến chân phải lại đá trúng hạ bộ của lại mau, trông như gã tự lao lên còn Diệp Huyền chỉ nhẹ nhàng giơ chân. Quả trứng thứ hai của lại mau cũng nát, tiếng heo thọc tiết quanh quẩn trong đại sảnh, thanh âm sắc nhọn làm màng tai đau nhức. Hoàn toàn có thể tưởng tượng chủ nhân tiếng hét đã phải chịu đựng đau đớn nhiều thế nào quần chúng bản năng che hạ bộ, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Chuyện gì đây, kỳ cục quá, thiếu niên này không có chút dao động huyền khí nhưng sao đá chúng lại mau là võ sĩ nhất giai huyền khí. Người có phát hiện không, hai cú vừa rồi hình như lại mau tự mình lao vào. Thật là kỳ lạ, mọi người vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Huyền, dù là ngoài ý muốn hay gì thì thiếu niên này quá đáng thật, từ nay lại mau hết đường gieo tử tôn, không làm được nam nhân, ác còn hơn giết gã. Lại mau đau lăn lộn dưới đất, ánh mắt độc ác nhìn Diệp Huyền chầm chầm, ước gì lăng chỉ hắn thành nhiều mảnh. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Trần Diễm giật mình nhìn cảnh này, vội tiến lên phía trước đỡ lại mau. Lại ca có sao không, lại mau ghét lây Trần Diễm, đẩy ngã nàng bầm tím mặt. Kỹ nữ thối, cút xéo, từ nay gã không có cả tư cách làm nam nhân thì muốn nữ nhân làm gì. Trần Diễm, Lưu Duyệt, hai người ở đây làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh các ngươi? Đột nhiên một nam nhân mặc áo đen đến gần, bộ đồ đồng phục luyện dược sư, ngực đeo chiếc huy chương màu đen có hình lô đỉnh tinh xảo. Nam nhân nhìn hai nhân viên phục vụ té dưới đất, ánh mắt sắc bén quét qua. Là Chu Hoa Dung đại nhân, tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư, có trò hay xem rồi. Trông thấy người này, đám người vây xem đứng lại hành lễ, lộ biểu tình cung kính. Bọn họ đặc biệt nhìn huy chương trên người y, tràn đầy tôn sùng và hâm mộ, có chút cuồng nhiệt như nô bộc trông thấy chủ nhân. Diệp Huyền nheo mắt nhìn huy chương trên ngực nam nhân áo đen, Huân chương Thiết đen, Hoa văn Lô đỉnh, đó là huy chương của luyện dược sư nhất phẩm. Có huy chương này thì đến chỗ nào trên đại lục cũng được hưởng thụ đãi ngộ siêu cao, nhận vạn người kính ngưỡng. Trần Diễm lật đật bò dậy kinh hoàng nói, "Chu Hoa Dung đại nhân, là hai người này tranh giành phòng luyện chế cơ sở dẫn đến xung đột liên lụy chúng ta." Chu Hoa Dung gật gù, "Vậy sao?" Chu Hoa Dung sầm mặt xuống quát lạnh hướng Diệp Huyền và lại Mao, "Hai người thật to gan!" dám đánh nhau trong hiệp hội luyện dược sư của ta. Chu Hoa Dung vừa mở miệng liền phát ra uy áp mãnh liệt, không khí xung quanh như đông lại, khiến người nghẹt thở. Lại mau dối rít xua tay, Chu Đại Nhân, chỉ là chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi. Trước mặt luyện dược sư nhất phẩm thật sự thì lại mau không dám lên mặt luyện dược học đồ cao đẳng. Ngoài ý muốn, Chu Hoa Dung cười khẩy nói, Trần Diễm, Lưu Duyệt, mới rồi là ai đánh các ngươi? Cứ nói ra, dù là ai trong bọn họ đánh người ở hiệp hội luyện dược sư thì ta sẽ cho kẻ đó hối hận. Trần Diễm trột giả không dám gây lớn chuyện, bỏ đi Chu Đại Nhân, yên tâm đi, hai người tuy chỉ là nhân viên phục vụ nhưng hễ là người của hiệp hội luyện dược sư ta thì không cho phép ai khi nhục. Trần Diễm vội la lên, Chu Đại Nhân, ta thật sự không sao, đừng động can qua. Lư Duyệt cúi đầu, không dám nói mình bị Trần Diễm tát. Ta cũng không sao thưa Chu Đại Nhân, Chu Hoa Dung nhìn hai người, gật đầu nói. Hai người đã nói vậy thì thôi tha cho bọn họ, hai tên kia, mỗi người lấy 100 huyền tệ làm bồi thường rồi biến đi. Lại Mao bò dậy vội móc ra 100 huyền tệ sau đó xoay người đi. "Vâng vâng." một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Ta có cho ngươi đi sao?" Lại Mao ngây người, quay đầu lại, Diệp Huyền bước lên hai bước đạp chân trái của Lại Mao, rắc một tiếng chân trái nứt gãy. "A!" À, lại Mao không ngờ lúc này Diệp Huyền còn chưa chịu thôi, gã té ngã xuống đất đau đớn lăn lộn, không vận nổi chút huyền khí nào. Diệp Huyền liên tục đạp gãy tứ chi của Lại Mau, động tác dứt khoát sạch sẽ. Mọi người ngây ra. Chu Hoa Dung không ngờ Diệp Huyền dám đánh người trước mặt mình, không kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi làm gì? Diệp Huyền thản nhiên nói. Không làm gì. Vừa rồi hắn muốn đá gãy tứ chi của ta, nên ta làm việc mà hắn muốn làm với ta thôi. Diệp Huyền không thèm nhìn Lại Mau gào rú dưới đất, cất bước đi ra cửa hiệp hội luyện dược sư. Chu Hoa Dung xanh mặt, giọng lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm như muốn giết người tiểu tử người đứng lại đó cho ta khí thế khiến người sợ hãi như cuồng phong biển động bao phủ diệp huyền chu hoa dung tức giận quát dám gây sự trong hiệp hội luyện dược sư thật là ăn gan hùm mật gấu người đâu bắt hắn lại hộ vệ hiệp hội luyện dược sư ùa gia định bắt giữ diệp huyền tuân lệnh ánh mắt diệp huyền tối sầm trong khí thế chu hoa dung bao phủ hắn vẫn nhẹ nhàng hắn lạnh lùng hỏi ta gây sự hiệp hội luyện dược sư các ngươi làm vậy là sao khiến ta quá thất vọng không hỏi đỏ xanh đen trắng đi lên liền bắt người uy phong thật khí thế lắm ta thấy sau này đừng gọi là hiệp hội luyện dược sư đổi thành hiệp hội đen đi ta chống mắt xem sau này còn ai dám đến đây mua đồ luyện dược giọng diệp huyền quanh quẩn bốn phía rơi vào tai từng người ở gần phòng luyện chế tiểu tử ngươi nói cái gì con người chu hoa dung có rút nhìn diệp huyền chằm chằm phát ra sát khí khiến người sợ tiểu quỷ từ đâu đến nói bậy bạ chỉ một câu này mà kệ ngươi có thân phận gì nếu hôm nay không có lời giải thích cho hiệp hội luyện dược sư thì ngươi đừng hòng bình an đi ra hiệp hội luyện dược sư. Diệp Huyền cười khẩy nói, cho ngươi giải thích gì, ta đang muốn các ngươi giải thích cho ta đây. chương 14, hội trưởng giật mình một Diệp Huyền chỉ vào lại Mao và Trần Diễm, các hạ hãy tỉ mỉ thăm dò tìm hiểu đi, ta yên ổn luyện dược trong phòng luyện chế cơ sở, ai ngờ đôi cầu nam nữ không không theo quy định đá cửa sông vào. Ta muốn hỏi các hạ một câu, không lẽ chúng ta bỏ tiền luyện dược tại đây là có thể bị người tùy ý quấy nhiễu sao luyện dược sư luyện dược sẽ sinh ra hậu quả gì các hạ làm luyện dược sư nhất phẩm chắc không đến mức không biết đi khí thế kỳ lạ dâng lên từ người diệp huyền ánh mắt lạnh lùng như đao nhọn đâm vào con mắt chu hoa dung lòng chu hoa dung lạnh lẽo thầm nghĩ khí thế thật đáng sợ thiếu niên này là ai bị diệp huyền nhìn làm chu hoa dung cảm giác như con thỏ bị mãnh hổ nhìn chằm chằm lòng thầm sợ hãi chu hoa dung không dám đối diện ánh mắt diệp huyền gã quay đầu lạnh lùng hỏi trần diễm chuyện gì xảy ra trần diễm sợ hãi mặt tái nhợt đại nhân hắn ngậm máu phun người ánh mắt diệp huyền lạnh lùng nói có ngậm máu phun người những người có mặt đều biết xung quanh rộ lên tiếng xì xầm mọi người không ngờ ở trước mặt luyện dược sư nhất phẩm như chu hoa dung mà diệp huyền vẫn cứng rắn vậy nhưng đúng như hắn nói nguyên nhân vụ việc hoàn toàn là lỗi của trần diễm và lại mao bất cứ luyện dược sư nào đang yên lành luyện chế trong phòng luyện chế bỗng dưng bị người quấy dày đều sẽ nổi khùng đồ mốc đều biết quấy nhiễu đột một sẽ ảnh hưởng lớn đến luyện dược sư chỉ bị thất bại thì không sao lỡ xui khiến huyền thức của luyện dược sư phản vệ là thành phế nhân chuyện này đồn ra ngoài về sau ai còn dám đến hiệp hội luyện dược sư luyện chế dược tề chu hoa dung nghe bốn phía bàn tán biểu tình cực kỳ khó xem quay đầu quát lư duyệt rốt cuộc có chuyện gì đại nhân hắn nói đúng Mặc dù Lưu Duyệt nhát gan nhưng đến cuối cùng nàng vẫn thuật lại đầy đủ sự việc, bao gồm nàng cố ngăn cản và bị ăn tát. Trần Diễm, người thật to gan, lúc này Chu Hoa Dung chỉ muốn giết Trần Diễm, nếu không giải quyết tốt việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Chu Hoa Dung lạnh lùng nói, còn không xin lỗi cho ta, xin lỗi thì không cần, nhưng ta khuyên Hiệp hội Luyện Dược Sư các ngươi, nhân viên phục vụ không là gì nhưng đừng nhận rác vào, không thì người ta còn tưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư là bãi rác. Diệp Huyền nói xong không thèm nhìn nhóm Trần Diễm cái nào, xoay người rời khỏi nơi đây, hắn không có nhiều thời gian lãng phí tại đây. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi xa, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuy Diệp Huyền chiếm lý nhưng đắc tội hiệp hội luyện dược sư thế này không sợ bị làm khó trong Lam Nguyệt thành sao. Chu Hoa Dung lạnh băng nói, người đâu, ném phế vật này đi, Trần Diễm, từ nay ngươi không phải thành viên của hiệp hội luyện dược sư ta. Trong tiếng khóc la của Trần Diễm, nàng và lại mau cùng bị ném ra hiệp hội luyện dược sư xem ra hiệp hội luyện dược sư phải chỉnh đốn lại sắc mặt chu hoa dung âm trầm đáng sợ hôm nay ra chuyện này không chỉ mình gã mất hết danh dự hiệp hội luyện dược sư cũng mất danh tiếng nghĩ đến đây chu hoa dung phát ra khí lạnh hầu như đóng băng không khí đám người xem thấy lạnh lẽo câm như hến a à, khi chu hoa dung định quay người đi thì bỗng liếc thấy một góc trong phòng luyện chế đây là chu hoa dung dùng mình bước nhanh đến bệ luyện chế cầm lên bình dược tề còn sót lại chút cặn chất lỏng tím Chu Hoa Dung hít ngửi, biểu tình kinh sợ, lấy ra cái cây pha lê chấm một miếng đặt lên lưỡi nếm. Biểu tình của Chu Hoa Dung từ kinh ngạc chuyển sang giật mình sau đó thẫn thờ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Hoa Dung lao nhanh ra hiệp hội luyện dược sư. Lát sau vẻ mặt Chu Hoa Dung sốt ruột chạy về trước mặt Lưu Duyệt. Lưu Duyệt, tiểu tử vừa rồi do ngươi đăng ký đúng không? Hắn tên là gì? Đến từ nơi nào? Có nói hắn định luyện chế dược tề gì không? Có để lại cách liên lạc, mặt lưu duyệt ngu ngơ lắc đầu không hiểu gì thôi để xem tin tức hắn đăng ký chu hoa dung nôn nóng chộp lấy sách đăng ký theo lưu duyệt chỉ dẫn tìm thấy hàng đăng ký của diệp huyền trừ cái tên diệp huyền ra không có tin tức hữu dụng lưu duyệt phồng lên can đảm cẩn thận dò hỏi có chuyện gì vậy chu đại nhân không lẽ hắn phá hoại dụng cụ của phòng luyện chế chu hoa dung lắc đầu nghiêm túc nói trong phòng luyện chế tiểu tử này từng ở còn sót lại chút nước thuốc xem công hiệu rất có thể là dược tề nhất phẩm chưa từng lộ ra với đời Lưu Duyệt giật mình kêu lên, cái gì, môi son hé mở tròn vo, lòng nàng vô cùng rung động. Luyện chế ra dược tề nhất phẩm làm đại nhân Chu Hoa Dung phải giật mình, thiếu niên kia không lẽ là luyện dược sư mạnh hơn cả Chu Hoa Dung đại nhân. Chu Hoa Dung bất đắc dĩ phẩy tay, ta nói mấy chuyện này với ngươi làm gì, Chu Hoa Dung trịnh trọng dặn dò Lưu Duyệt. Nếu lần sau thiếu niên còn đến người phải tìm cách giữ hắn lại rồi thông báo cho ta với tốc độ nhanh nhất. Rõ, Lưu Duyệt ôm nỗi lòng giật mình, thấp thỏm rời đi dược tề màu tím này thật sự là thiếu niên đó luyện chế ra. Luyện dược sư nhất phẩm trẻ tuổi như vậy, có thể không, Chu Hoa Dung thầm nhủ, thôi, nghĩ nhiều làm gì, mà kệ có phải là hắn luyện chế không, ít ra nói lên trên người của hắn có dược tề bí ẩn này. Không được, ta phải đưa dược tề cho hội trưởng xem ngay. Chu Hoa Dung chạy lên tầng cao hiệp hội luyện dược sư nhanh như gió. Phòng công tác của hội trưởng, một lão nhân dâu rìa đang móc mũi, mặt lão hung tợn, ngón trỏ tay phải đấu tranh mãnh liệt với cứt mũi ngoan cố dính trong xoang mũi. Rốt cuộc qua một phen tranh đấu thì một cục cứt mũi trắng xám bị lão móc ra. Lão nhân nhìn cứt mũi trên tay, đắc y nói, a à, dài vậy, ta vẫn trị được ngươi, ha ha. Móc mũi xong lão nhẹ cả người, dầm, đột nhiên cửa văn phòng bật mở, một bóng người lao nhanh vào, đưa lên một cái bình dược tề, hét to. Hội trưởng hãy xem cái này, bốn mắt nhìn nhau, cơ mặt hai người căng cứng. Động tác giống nhau, có điều một người đưa lên bình dược tề, một người khác đưa một cục. Cứt mũi, hoa dung à, ta đã nói với người bao nhiêu lần, chúng ta làm luyện dược sư phải ổn trọng. Lúc luyện dược hay hàng ngày đều vững vàng, lỗ mãng như người thì sau này làm sao trở thành luyện dược đại sư. chương 15, hội trưởng giật mình, hai, lão nhân vừa bình tĩnh nói vừa chết cứt mũi dưới gầm bàn. À mà ngươi tìm ta có chuyện gì? Khóe mắt chu hoa dung có giật cố ép mình không nhìn động tác của lão nhân hội trưởng hãy xem dược tề này a à, ngươi lại nghiên cứu ra dược tề mới gì sao lão nhân nhận lấy cái bình dược tề hít người biểu tình từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc a à, dược tề này thú vị lão nhân dùng ngón tay móc mũi chấm ít nước thuốc màu tím đút vào miệng nhấm nháp kỹ động tác này làm dạ này chu hoa dung co thắt suýt ói cơm ăn ngày hôm qua dược tính phát tác lão nhân từ kinh ngạc biến thành giật mình sau đó là ngơ ngẩn lão nhân chộp vai chu hoa dung người run run Mặt đỏ hồng suốt ruột quát: "Ngươi lấy dược tề này từ đâu ra?" Chu Hoa Dung bị lão nhân siết xương kêu răng rắc, gã nhịn đau kể lại mọi chuyện đã xảy ra. "Mau mang ta đi xem." Lão nhân như bị lửa đốt đít lao nhanh ra khỏi văn phòng như cơn gió. Đại sảnh tầng 1, đám đông vẫn chưa giải tán, bọn họ thấy Chu Hoa Dung mang theo một lão nhân hừng hực khí thế vào tới. "Hoa hội trưởng, hội trưởng." Dọc đường đi nhiều dược sư hiệp hội luyện dược sư khi thấy lão nhân liền đứng lại cung kính hành lễ, biểu tình cung khiêm đám người xem mặt sướng sờ. Lão già dâu rìa, ăn mặc lôi thôi là hoa la huyên, hoa hội trưởng của Hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành. Lão nhân xông vào phòng luyện chế lúc trước Diệp Huyền từng ở, sờ cái này đụng cái kia, mũi hít hà như con chó. Cao Minh, Cao Minh, mắt lão càng lúc càng sáng, không kiềm được cảm thán. Ma diễm hoa, thiên diệp tử, sinh cơ quả, huyết huyền tinh, bốn loại tài liệu kết hợp có thể luyện chế ra dược tề nghịch thiên thế này. Loại dược tề này chắc chuyên dùng để cải thiện độ mạnh thân thể võ giả, nếu mỗi võ giả được dùng dược tề này thì xác suất từ võ giả đột phá đến võ sĩ si có thể nâng cao 50 điểm, cao minh lắm. Nhưng trong này còn một loại tài liệu nữa, là tài liệu gì? Tại sao không có chút dấu vết nào? Lão nhân như kiến bò trên chảo nóng, qua mùi trong phòng luyện chế và tài liệu sót lại trên bệ luyện chế lão tìm ra ngay bốn loại tài liệu của tẩy tủy dịch. Nhưng loại tài liệu cuối mặc cho lão tìm kiếm cỡ nào cũng không phát hiện ra, lão nôn nóng xoay quanh thật ra lão nhân không biết dù lão tìm đủ năm loại tài liệu vẫn không phối chế ra tẩy tủy dịch được phối phương của dược tề nào trừ tài liệu thì quá trình là cực kỳ quan trọng đây là lý do tại sao diệp huyền không dọn sạch bệ luyện chế diệp huyền không biết dược tề của mình khiến hiệp hội luyện dược sư gà bay chó sổ thế nào hắn trở về học viện đến phòng huấn luyện trong điện diệp huyền lẩm bẩm trước tiên trắc nghiệm thử độ mạnh thân thể đến bao nhiêu yêu cầu thấp nhất để tu luyện cử huyền ngạo thế quyết là độ mạnh thân thể đến trình độ võ sĩ nhất giai kiếp trước lúc ta có cửu huyền ngạo thế quyết đã quá muộn, là võ hoàng bát sai rồi, đã đặt nền móng từ lâu không thể làm lại từ đầu. Bây giờ ông trời cho ta một cơ hội mới, không tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết trong truyền thuyết thì uổng phí ta sống lại một phen. Công pháp thiên huyền đại lục chia 5 tầng gồm, phàm phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, huyền phẩm, vương phẩm. Trên vương phẩm là thánh phẩm trong truyền thuyết. kiếp trước trong một di tích cổ cực kỳ nguy hiểm Diệp Huyền lấy được cửu huyền ngạo thế quyết, nó là công pháp mạnh nhất hắn từng có. Trong di tích cổ ghi rằng Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là công pháp vô thượng lưu truyền từ thiên giới vào thời đại viễn cổ, có uy lực nghịch thiên, công pháp này ít nhất cũng là thánh phẩm. Đây là công pháp vô địch thế gian trong truyền thuyết, nếu lạc ở bên ngoài thì tất cả võ đế cửu thiên toàn đại lục sẽ điên cuồng. Kiếp trước Diệp Huyền không cách nào tu luyện, đời này hắn sẽ không từ bỏ cơ hội. Diệp Huyền bước vào phòng huấn luyện, cúi đầu nhìn cái quầy, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt làm hắn bản năng khựng lại. Có chuyện gì? Diệp Huyền cảm giác cơ thể kháng cự hắn sừng sốt, không lâu sau vài hồi ức hiện ra trong đầu hắn. Thì ra là vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Thu Ngân trước quầy tên Lý Nguyệt, nói ra thì chủ nhân cũ của cơ thể này có chút duyên phận với nàng. Lý Nguyệt ở Lý Gia cũng nằm trong thanh sơn chấn, xem như gia tộc nhỏ, có quan hệ khá tốt với Diệp Gia nên từ nhỏ Diệp Huyền hay chơi cùng Lý Nguyệt, khi đó nàng có chút đáng yêu. Đoạn thời gian đó Diệp Huyền từng si mê đối phương, Lý Nguyệt vì thân phận thiếu gia Diệp Gia nên rất nhiệt tình với Diệp Huyền, sau khi y tự động thức tỉnh võ hồn thì nàng càng thường đi tìm hắn lý ra vui vẻ nhìn cảnh đó nhưng sau khi diệp huyền bị bình xét là phế vật thì mọi thứ thay đổi lý nguyệt không còn đến tìm y nữa khi đó hai người cùng vào tinh huyền học viện diệp huyền không rõ tình hình còn tìm lý nguyệt chất vấn tại sao lý nguyệt trả lời phu quân tương lai của ta phải là cường giả tuyệt thế đại anh hùng người nhìn lại mình đi một phế vật có phù hợp yêu cầu của ta không diệp huyền không ngờ lý nguyệt trả lời cay nghiệt như thế đem lại đả kích lớn cho y, từ nay ủ rũ, mãi khi Diệp Tiêu Giao sống lại Diệp Huyền vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lý này. Về sau Diệp Huyền từng mấy lần tìm Lý Nguyệt, nàng chơi ác đi chung với Vương Việt luôn ăn hiếp y, đối đầu với y, đả kích lớn cho y. Thì ra là vậy, hèn gì chủ nhân cũ của thân thể này kháng cự cô nương như thế, suốt ngày ủ rũ, dù có đi hắc phong lĩnh trải nghiệm cũng đỡ đấn. Kết quả khi chạy trốn bị vấp đập đầu vào cục đá, cho linh hồn của hắn cơ hội sống lại chiếm lợi, Mặc dù Diệp Huyền đó không phải là bản thân hắn nhưng nét mặt hắn vẫn xa sầm. Thật là oan gia ngõ hẹp, phòng huấn luyện là của học viện, đệ tử sử dụng phải thanh toán huyền tệ. Bởi vậy học viện từ đám đệ tử chọn một số người muốn làm việc ngoài giờ lo công việc thu ngân. Trước kia Diệp Huyền chưa từng đến phòng huấn luyện, không ngờ hôm nay lần đầu tiên tới đã gặp Lý Nguyệt. Mặc dù cảm thấy không đáng giá thay chủ nhân cũ của thân thể này, nhưng Diệp Huyền sẽ không vì vậy mà đi làm khó một tiểu cô nương, hắn không thèm để đối phương vào mắt. Diệp Huyền đặt ba huyền tệ lên quầy, "Cho ta một tấm thẻ, một canh giờ." Giọng Diệp Huyền khá quen tai đối với Lý Nguyệt, nàng ngước lên nhìn, vừa thấy hắn liền lộ biểu tình chán ghét. Lý Nguyệt phủi tay, "Ngươi đến tìm ta đúng không? Ta không rảnh." Chương 16, ba người cùng lên. Lý Nguyệt chưa từng thích Diệp Huyền, lúc trước luôn theo đuổi y chỉ vì thân phận thiếu gia Diệp gia, hơn nữa thiên phú kinh người. Giờ Diệp Huyền thành phế vật, là đệ tử mà Diệp gia ghét nhất, chẳng còn giá trị gì trong mắt Lý Nguyệt sau này Diệp Huyền dây dưa nàng mấy lần càng khiến Lý Nguyệt rất ghét y. Lý Nguyệt có chút nhan sắc, phóc dáng hơi đầy đặn, mới mười mấy tuổi mà nơi nên nhô thì nhô, nên lõm thì lõm. đặc biệt cặp ngực bự, trang điểm rất chính chắn, chân mày vẽ cong cong, mí mắt bôi màu lam yêu diễm, mặc phái tơ, cổ áo hở lộ ra mảng lớn da trắng, cách ăn mặc khác với nữ đệ tử khác. trong mắt Diệp Huyền hiện tại thì Lý Nguyệt chỉ là một tiểu cô nương hơi biết cách ăn mặc, thân thể này trước kia thích loại thiếu nữ như vậy đúng là bị mù. Lý Nguyệt kém xa lắc lãnh dĩnh doanh hoặc phân ngạo tuyết mà Diệp Huyền từng gặp, như một người là trang sáng một người là đom đóm. Diệp Huyền hờ hững nhìn lướt qua Lý Nguyệt, ta muốn một thẻ huấn luyện một canh giờ. Lý Nguyệt cười khẩy nói, ném thẻ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi, ta sẽ không vừa mắt ngươi, đừng đến quấn quýt với ta nữa. Phế vật mới đã thông một huyền mạch như ngươi mà cũng đến huấn luyện. Thiếu nữ này cảm giác yêu Việt cao quá vậy, kiếp trước Diệp Huyền có địa vị cao thượng, mỹ nữ nào chưa từng gặp nữ sinh theo đuổi hắn xếp hàng có thể vòng quanh thiên huyền đại lục lý nguyệt ở trong mắt diệp huyền không bằng một đống phân chỉ biết cách ăn mặc hơn so sánh với nữ đệ tử bình thường khác của học viện diệp huyền lười dây dưa với đống phân chó hắn cầm thẻ huấn luyện đi hướng phòng huấn luyện lý nguyệt còn muốn nói gì không ngờ diệp huyền đã đi chỉ để lại bóng lưng cho nàng lý nguyệt nuốt lại lời muốn nói chào phúng nói là thiếu gia của diệp gia nhưng thật ra là người bị diệp gia ghét nhất huyền tệ ít đến tội còn đến huấn luyện ở huấn luyện quán tiêu hết huyền tệ rồi chờ xin cơm đi lý nguyệt nhìn bóng lưng diệp huyền đi khuất mơ hồ có ảo giác dường như đối phương vô cùng cao lớn khí thế khiếp người làm nàng không kiềm được phải ngước nhìn lý nguyệt lắc đầu nhếch mép cười trào phúng sao có thể như vậy chỉ là một phế vật chắc ta đứng lâu quá bị hoa mắt một giọng nói âm trầm lạnh lùng vang lên lý nguyệt sao tiểu tử diệp huyền đến huấn luyện quán không lẽ phế vật này định đến luyện tập vương việt mang theo hai cái đuôi đi tới nhau mắt nhìn diệp huyền chằm chằm vẻ mặt trào phúng lý nguyệt bĩu môi khinh thường nói ai biết có lẽ muốn đến gần ta một phế vật thì ai mà thèm lý nguyệt quyến rũ hỏi vương việt sao ngươi đến đây có phải là nhớ ta không đêm nay ta đi ký túc xá của ngươi vương việt không kiêng nể gì bóp bộ ngực bự kỹ nữ dâm nhớ ca ca rồi hả lý nguyệt cười khanh khách diệp huyền cảm giác được hết hắn khinh miệt cười phương nam đạo nữ sướng diệp huyền tiếp tục đi hướng máy trắc nghiệm lực lượng Mắt Vương Việt lạnh băng nói: "Hừ, phế vật mà cũng đến luyện tập, chờ xem ca ca dạy dỗ phế vật này thế nào." Hôm qua trong hang núi ở Hắc Phong Lĩnh, phế vật Diệp Huyền dám chống đối gã, điều này khiến Vương Việt cực kỳ bất mãn. Hôm nay gặp Diệp Huyền, trong lòng Vương Việt liền dâng lên ý định trả thù. Vương Việt nhìn Diệp Huyền, miệng nói với Lý Nguyệt: "Kỹ nữ dâm, hãy xem ca ca lát nữa dạy dỗ phế vật này thế nào." Mọi việc diễn ra ngày hôm qua làm Vương Việt mất hết mặt mũi, ước gì cắt Diệp Huyền thành ngàn mảnh giờ gặp hắn càng không bỏ qua cơ hội được. Lúc này Diệp Huyền đã đến trước máy đo sức lực, hắn hít sâu, cả người bình tĩnh lại đấm vào máy đo sức mạnh. Đùng, tiếng động lớn làm nguyên huấn luyện quán rung rung. Trên màn hình máy đo lực hiện ra con số 520 kg. 520 kg, mọi người bị rung động. Những võ giả mới đã thông vài huyền mạch như họ bình thường chỉ đánh ra con số 200 kg, 300 kg, đỉnh võ giả bảy mạch chưa chắc đánh tới 500 kg. Ánh mắt Diệp Huyền hờ hững nhìn con số đã đến trình độ thân thể võ sĩ nhất giai, so với hắn kiếp trước thì yếu như bún nhưng đối với cơ thể hiện giờ thì tạm ổn. Trắc nghiệm thử tốc độ xem, Diệp Huyền phớt lờ ánh mắt giật mình đến từ xung quanh, hắn đến trước máy chắc tốc độ, cơ bắp hai chân săn lại, phát huy lực lượng đến lớn nhất, lắc người vèo một cái như tàn ảnh vượt qua đường chạy dài 10 thước. 20, 1 mét trên dây, tạm tạm, cũng đến tiêu chuẩn thấp nhất của võ sĩ nhất giai. Tiếp theo là trắc nghiệm phụ trọng. Diệp Huyền đến trước máy trắc nghiệp, lưng dựa vào phần dưới cái máy, gồng sức vào chân từ từ đẩy lên. Diệp Huyền nâng lên làm máy móc rung lắc bần bật, mặt đồng hồ ghi số nhảy cực nhanh, 300 kg, 500 kg, 800 kg, 873 kg, 892 kg. Không được, hết sức rồi. Diệp Huyền bước xuống máy thử, thở hồng hộc, con số cũng đến tiêu chuẩn thấp nhất của võ sĩ. Hiệu quả tẩy tủy dịch rất tốt, khiến toàn bộ độ mạnh thân thể của hắn bước vào trình độ võ sĩ nhất giai đệ tử xung quanh trợn trừng tròng mắt như quả trứng gà mờ ơi đây là phế vật trong truyền thuyết của học viện độ mạnh thân thể như vậy dù là trong đệ tử lớp cao cũng không tìm ra vài người sao có thể như vậy nhóm vương việt lý nguyệt cũng trợn mắt há hốc mồm từ khi nào phế vật này trở nên lợi hại như vậy ai nấy thuộn mặt ra lòng giật mình không gì sánh bằng đặc biệt là lý nguyệt nàng làm thêm trong huấn luyện quan nên thấy nhiều đệ tử đến trắc nghiệm dù là một số đệ tử lớp cao đã thông bảy huyền mạch thì thành tích trắc nghiệm độ mạnh thân thể cũng không sánh bằng diệp huyền có thể nói diệp huyền được thành tích tốt nhất lý nguyệt đã thấy trong huấn luyện quán quá đáng sợ lực lượng cơ thể của tên này tại sao khủng khiếp như thế lý nguyệt rất khó tưởng tượng thân thể hơi gầy gò của diệp huyền sao có được lực lượng khủng bố như vậy vương việt nhìn biểu tình giật mình của lý nguyệt thì nổi máu ghen cười khẩy nói si chẳng qua thân thể khỏe mạnh một chút, không đả thông được huyền mạch thì cuối cùng vẫn là một kẻ phế vật. Giọng Vương Việt vang khắp huấn luyện quán, hai kẻ theo đuôi Vương Việt châm chọc theo. Vương ca nói đúng, nhập học lâu vậy mà tên phế vật này chỉ đả thông một huyền mạch, còn mặt mũi nào đến huấn luyện quán trắc nghiệm. Ha ha, nhà ta đang thiếu một đầu bếp gánh nướng đốn củi. Diệp Huyền, người đã có sức lớn vậy hay là đến nhà của ta làm việc đi, một ngày cho người ba huyền tệ chịu không? Chương 17, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết 1 mọi người từ giật mình đến tỉnh táo lại ánh mắt trở nên khinh thường vương việt nói đúng võ giả không đả thông được huyền mạch không cách nào cô động huyền khí thì dù tố chất cơ thể cao mấy tương lai chỉ là một võ phu chỉ là một binh sĩ cấp thấp nhất trong quân đội thân thể của bọn họ không mạnh bằng diệp huyền nhưng kết hợp với huyền khí trong huyền mạch bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp đối phương nghĩ đến đây các đệ tử tìm lại sự cao ngạo của mình diệp huyền cười nhạt chỉ có thân thể khỏe mạnh võ giả tôi thân thể ngưng huyền khí chỉ có cơ thể chắc khỏe mới chịu tải huyền khí tốt hơn không đặt nền móng thân thể tốt thì đả thông nhiều huyền mạch hơn cũng chỉ là phế vật đến cuối cùng thành tựu có hạn vương việt ôm lý nguyệt chào phúng nghĩa mai ha diệp huyền đồ khùng chúng ta mắng ngươi là phế vật mà còn cười được chắc không phải bị khùng thật đi ha ha phế vật thăng cấp thành ngớ ngẩn ai phế vật không thể tăng thực lực chẳng qua cách tăng tiến hơi đặc biệt ha 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 phế vật thăng lên làm ngu ngốc sau đó thăng cấp thành ngu xuẩn hay rác rưởi nhỉ. Ha 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 ha, Lý Nguyệt dựa sát vào ngực Vương Việt, làm bộ dạng e ấp ngại ngùng, bộ dạng giả tạo đó làm Diệp Huyền buồn nôn. Diệp Huyền nửa cười nửa không, Vương Việt, nữ nhân ta chơi thừa mà ngươi cũng có hứng nhặt, phẩm vị làm ta phục thật. Nhưng ta phục hơn là Lý Nguyệt nhà ngươi, dị hợm vậy cũng thích nổi, mặt rổ như tổ ong, khi hôn môi như đang liếm bao tử heo. Chật chật, khẩu vị của kỹ nữ dâm quả nhiên không giống bình thường. Ha 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 ha. Diệp Huyền nói làm cả đám cười vang. Nhiều người liếc trộm Vương Việt, phát hiện Diệp Huyền hình dung rất chính xác. Tưởng tượng cảnh Lý Nguyệt liếm bao tử heo, bọn họ suýt ói ra mật. Vương Việt sắc mặt khó xem hỏi. Phế vật, người nói cái gì? Vương Việt không ngờ phế vật Diệp Huyền dám nói chuyện kiểu đó với gã. Hơn nữa gã hận nhất là người ta nói về mặt mũi của mình. Vương Việt khùng lên, chỉ muốn một đấm đánh Diệp Huyền bẹp dí. Sao, muốn đánh nhau? Diệp Huyền cười híp mắt nhìn ba người Vương Việt, nói nhảm nhiều vậy hay là đi lên thử xem? Mắt Diệp Huyền lóe tia cười nhạt, Vương Việt mừng thầm, ha, chỉ bằng vào phế vật nhà ngươi. Vương Việt đang lo không tìm được cơ hội dạy bài học cho Diệp Huyền, không ngờ đối phương chủ động lên tiếng. Chắc tiểu tử này sẽ không cho rằng tố chất thân thể hơi mạnh chút đã vô địch thiên hạ đi. Ha ha, phế vật đúng là phế vật, không chỉ phế còn ngu. Hai cái đuôi của Vương Việt giành nhau. Vương ca để ta đi lên dạy hắn bài học trước đi dám chống đối vương ca thật là không biết chữ chết viết thế nào không được để ta trước ta muốn đánh phế vật này lâu rồi hai tên tùy tùng của vương việt nhào lên phía trước tranh giành lực lượng cơ thể của diệp huyền tuy mạnh nhưng bọn họ đều là những học viên đã đả thông ba huyền mạch kết hợp với huyền khí thì muốn dạy dỗ một tên phế vật như diệp huyền quả thực dễ như trở bàn tay diệp huyền khinh thường nói các ngươi đừng tranh giành nữa ba tên cùng lên một lượt đi cả bọn đều giật mình thầm nghĩ tên Diệp Huyền này không phải là cháy hỏng não rồi chứ. Vương Việt là võ giả đã đả thông bốn đạo huyền mạch, còn hai tên tùy tùng của gã cũng đã đả thông ba đạo huyền mạch, ba người liên thủ, cho dù là học viên cao cấp năm đạo huyền mạch cũng chưa chắc đã thắng được. Diệp Huyền chỉ là một tên phế vật chỉ mới đả thông một đạo huyền mạch, hắn dựa vào cái gì mà dám lớn lối như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tố chất thân thể của mình? Nói giỡn gì chứ, tố chất thân thể có mạnh đến mấy đi nữa thì trước mặt huyền khí cũng chỉ là rác rưởi thôi chẳng lẽ hắn đang có âm mưu gì? Biểu hiện quỷ dị của Diệp Huyền lại khiến cho đám người Vương Việt đang muốn dạy cho hắn một bài học đột nhiên do dự không dám manh động, đặc biệt là khi nhớ đến tình huống trong sơn động ngày hôm qua lại khiến cho Vương Việt phải cân nhắc lại kỹ hơn. Nhanh nào, lên hay là không? Diệp Huyền thản nhiên nói, thời gian của ta rất quý báu, không rảnh ở đây chơi với các ngươi, chuẩn bị lên đi, mỗi tên chuẩn bị 300 huyền tệ, nếu như không dám thì ta đi vậy, ở đây óng ả à, óng ẻo chẳng khác gì một đám đàn bà. Diệp Huyền nói xong liền xoay người muốn đi. Đợi đã, Vương Việt hô lớn, nếu ngươi đã muốn chết thì ta không ngại giúp ngươi một tay, mọi người cùng xông lên. Gã vừa dứt lời có ba bóng người cùng nhau xông thẳng lên lôi đài trong phòng huấn luyện. Nếu như ngươi thắng được thì bọn ta sẽ trả huyền tệ cho ngươi, còn không thì một huyền tệ này cứ giữ lại mua quan tài cho mình đi. Vương Việt cười nhạo ném ra một huyền tệ, sau đó ba tên liền chia ra ba hướng lao đến, nhe răng cười đấm thẳng một quyền về phía ngực Diệp Huyền. Hô, Tiếng quyền phong xé gió ập đến, trên nắm tay của ba người đều ẩn hiện huyền khí mờ mờ, khí thế hệt như muốn một quyền đánh cho Diệp Huyền ngã xuống không còn cơ hội xoay chuyển tình hình, đặc biệt là góc độ tấn công của cả ba đều vô cùng xảo trá, đã chặn mất tất cả đường lui của Diệp Huyền. Không ít học viên nam đứng xung quanh thấy vậy liền lộ vẻ hưng phấn vô cùng, còn những học viên nữ thì có vài người không dám nhìn, Diệp Huyền bất quả chỉ là một võ giả mới đả thông được một đạo huyền mạch, làm sao chịu nổi một quyền toàn lực của cả ba người này được. Ha, Vương Việt tung ra một quyền xong liền hét lớn một tiếng, vẻ mặt hưng phấn, tưởng tượng đến cảnh Diệp Huyền mặt mũi bầm dập sau khi trúng quyền của mình, những buồn bực của ngày hôm qua liền trôi sạch. Chậm như rùa, đây chính là thực lực của các người sao. Dưới quyền phong vây kín truyền tới giọng trào phúng hờ hứng của Diệp Huyền, chỉ thấy hắn uốn người nhoáng một cái, chẳng làm gì mà đã chạy thoát khỏi vòng vây của ba người, sau đó giơ chân lên đá nhẹ một cước. Vài tiếng bịch bịch vang lên, ba tên đồng loạt ngã xuống, trong đó có hai tên tùy tùng ngã như chó đất phân, hàm răng gãy rụng chỉ còn loe que mấy cái, mặt mày toàn là máu, mũi thì vẹo hẳn sang một bên, đau đớn rên rỉ. Không xong rồi, Vương Việt Dẫu sao cũng là học viên đã đả thông bốn đạo huyền mạch, phản ứng cũng nhanh hơn hẳn hai tên kia, tại thời khắc mấu chốt gã cũng đưa được hai tay ra chống đất, lộn tròn một vòng vững vàng đáp xuống lôi đài. Động tác vừa đẹp vừa ngầu. Chương 18, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết 2. Ở trước mặt ta còn dở trò ra vẻ, đúng là chán sống. Diệp Huyền sờ sờ mũi, đạp một cước lên mông của Vương Việt, đá gã bay thẳng ra ngoài. Đùng, Vương Việt ngã trổng vó trên mặt đất, tư thế hệt như một con rùa, vô cùng buồn cười. Ngươi, Vương Việt vừa giận vừa xấu hổ, hai tay chống lên muốn bật người đứng dậy. Đùng, Diệp Huyền một cước giẫm xuống, đạp cho gã nằm bẹp xuống, sau đó bốp 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 vung tay tát cho gã 10 cái, tát đến mức mắt gã nổ cả đom đóm, mặt mũi sưng vù, tiếng vang sang sảng khiến cho người ta không rét mà run. Oa, đây là cao thủ đã đả thông bốn đạo huyền mạch đấy à thật lợi hại làm ta sợ quá diệp huyền nói với vẻ hoảng sợ sau đó lại tát thêm vài cái đánh cho vương việt mặt mũi sưng vù như đầu heo phỏng chừng cha mẹ của gã cũng không nhìn ra được vương việt lại càng thêm xấu hổ và tức giận phun ra một búng máu bị người ta dẫm dưới chân lại còn bị tắt tai gã đã bao giờ phải chịu nhục thế này diệp huyền người mau thả ta ra nếu không buông thì tiểu tử ngươi nhất định sẽ chết vương gia của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dù sao thì Vương Việt cũng chỉ mới mười mấy tuổi, bị bắt nạt thì lập tức nghĩ đến việc lôi người nhà ra dọa kẻ khác. Ây ra, ta sợ quá, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta phải giết người diệt khẩu à?